Như vậy là hôm trước thầy đã hướng dẫn cho chúng ta hết cái phần nội dung là cấu tạo của các cái đại phân tử như là ADN, ARN, protein. Thầy cũng đã hướng dẫn chúng ta một số công thức và cách làm bài tập của các cái đại phân tử đó. Và đến buổi hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta cái cơ chế, đó là cơ chế tự nhân đôi của phân tử ADN. Trước tiên bước vào bài này thì thầy xin nói một chút xíu, để mà học tốt cái bài cơ chế tự nhân đôi của ADN đó, thì thầy yêu cầu là chúng ta phải nắm thật kỹ cái phần cấu tạo, tức là cái bài số 1 thầy đã dạy đó. Và nếu như mà em nào không nắm được cái cấu tạo của ADN thì cái bài này học rất sẽ rất là khó hiểu và rất là khó nhớ. Đây là một lưu ý trước tiên bước vào bài này. Thế thì bây giờ đi vào cái nội dung của bài, thầy có những cái nội dung sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái thời điểm và cái vị trí xảy ra cơ chế tự nhân đôi của ADN. Một nhỏ. Thời điểm và vị trí. Thời điểm và vị trí. Trước tiên các em tìm hiểu cái thời điểm xảy ra cơ chế tự nhân đôi. Thời điểm. Thì các em nhớ là nhân đôi hay là quá trình đường sau của ADN thì nó xảy ra xảy ra cùng với thời điểm nhân đôi của ADN trong cái chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phần đó, tức là xảy ra ở cái pha S của kỳ trung gian bởi vì ở pha S của cái kỳ trung gian thì nhiễm sắc thể cũng xảy ra cơ chế nhân đôi từ nhiễm sắc thể đơn và mới trở thành nhiễm sắc thể kép. Như vậy thì ADN cũng tự sao ở cái pha này của kỳ trung gian, thì đó là cái thời điểm chúng ta cần phải nhớ. Cái thứ hai là cái vị trí nó xảy ra cơ chế tự sao. Vị trí. Thì bắt đầu từ bài này trở đi thì chúng ta sẽ tìm hiểu rất nhiều cái cơ chế, ví dụ cơ chế tự sao hôm nay chúng học này, cơ chế sao mạ và cơ chế giải mạ nữa. Thế thì điều quan trọng chúng ta phải biết cái quá trình nó xảy ra ở đâu bên trong tế bào. Ở đây thầy vẽ một cái tế bào chúng ta coi. Giả sử đây là tế bào động vật nhân, đây là nhân. Thế thì hôm nay chúng ta học cái cơ chế tự sao thì cơ chế tự sao nó xảy ra ở đây này, chỗ như thế này, tức là xảy ra ở trong động nhân, chỗ này là nhân. Tự sao bây giờ xảy ra động nhân, kết luận ở đây xảy ra ở trong nhân tế bào, nhân tế bào. Nhớ như này để phân biệt với những cơ chế khác. Những cơ chế khác có thể nó không xảy ra trong nhân mà nó xảy ra cái vùng ngoài này, người ta gọi là tế bào nhân. Rồi chúng ta mới tìm hiểu xong về cái thời điểm và cái vị trí xảy ra cơ chế tự nhân đôi. Bây giờ cái thứ hai, chúng ta tiếp tục tìm hiểu coi những thành phần nào sẽ tham gia vào cái quá trình nhân đôi của ADN. Thành phần tham gia. Một trong những cái yếu tố mà quan trọng nhất tham gia vào cơ chế tự nhân đôi không thể thiếu đó là ADN làm khuôn. ADN làm khuôn hay chúng ta hay gọi là ADN mẹ. ADN mẹ là thành phần thứ nhất rất quan trọng. Thành phần thứ hai cũng không thể thiếu, đó là các nu tự do. Các nu tự do. Trong môi trường nội bào thì có rất nhiều nu tự do, và nhờ các nu tự do này thì cái quá trình tự sao có nguyên liệu để thực hiện cái cơ chế của mình. Các nu tự do đây ví dụ như A, rồi thì T, G, X của môi trường.
Thành phần thứ ba đó là hệ enzyme. Hệ enzyme. Enzyme thì có rất nhiều loại tham gia vào cơ chế tự nhân đôi, ở đây thì liệt kê một số enzyme thì chúng ta biết thôi. Ví dụ như enzyme ADN, polymerase. Nếu tìm hiểu sâu hơn thì các em thấy ADN polymerase có rất nhiều loại, 1, 2, 3. Nhưng mình nhìn chung ở chương trình phổ thông thì chúng ta nhớ đây là một trong những enzyme quan trọng nhất, tham gia vào quá trình tổng hợp ADN, tức là kéo dài sợi mới theo chiều 5 phẩy tới 3 phẩy. Ở đây cho thêm một chút tí điểm thiết định, tức là nó kéo dài cái tổng hợp ấy, kéo dài sợi mới theo chiều 5 phẩy đến 3 phẩy. Cần phải nhớ được điểm này. Đó là enzyme thứ nhất. Enzyme thứ hai đó là enzyme thao xoắn. Enzyme thao xoắn. Rồi thì enzyme tắt mạch. Enzyme tắt mạch. Vân vân, có rất nhiều cái loại enzyme khác nha. Rất nhiều như enzyme nối vân vân đều tham gia vào cái cơ chế tự nhân đôi này. Đó là cái thành phần tham gia. Ngoài ra còn một cái thành phần nữa không thể thiếu, đó là về phần năng lượng. Này em nói thêm đây cái năng lượng. Tất nhiên năng lượng mà được sử dụng trong cơ chế tự nhân đôi hay là các cái cơ chế sinh học thì đó là ATP. Đó là những cái cơ bản nhất về cái thành phần khi tham gia vào các cơ chế tự nhân đôi của chúng ta. Nội dung thứ ba, chúng ta cần nhớ trước khi bước vào nhân đôi, đó là về nguyên tắc. Nguyên tắc. Nguyên tắc nhân đôi. Thì ở đây thầy giới thiệu có hai cái nguyên tắc của cơ chế tự sao hay cơ chế tự nhân đôi. Nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc bán bảo toàn. Nguyên tắc bán bảo toàn hay bán bảo tồn cũng được. Nguyên tắc bán bảo toàn hay có nghĩa là nguyên tắc giữ lại một nửa. Giữ lại. Giữ lại một phần hai. Giữ lại một nửa. Tức là khi tổng hợp cái ADN mới thì có một sợi đơn mới là của ADN này và một sợi đơn mới là hoàn toàn từ môi trường bên ngoài. Là nguyên tắc bán bảo toàn. Nguyên tắc thứ hai đó là nguyên tắc bổ sung. Nguyên tắc bổ sung. Nguyên tắc bổ sung. Nguyên tắc bổ sung thì các em có quen rồi. Nguyên tắc bổ sung tức là A sẽ luôn liên kết với T và nu loại G thì sẽ luôn liên kết với nu loại X bằng các liên kết hydro. Thế thì để tổng hợp các cái sợi ADN mới thì các cái nucleotide từ môi trường nội bào sẽ liên kết bổ sung với các nu trên các mặt đơn của ADN mẹ bằng các liên kết này, người ta gọi là liên kết hydro, và nguyên tắc này người ta gọi là nguyên tắc bổ sung. Thì đây là hai cái nguyên tắc cơ bản nhất được áp dụng trong cái cơ chế tự nhân đôi. Bây giờ chúng ta đi vào cái nội dung chính của bài ngày hôm nay, tức là cái cơ chế tự nhân đôi bốn nhỏ, các bước. Của cơ chế nhân đôi hay là cơ chế tự sao cũng được, các bước của cơ chế tự sao. Thế thì để mà tóm gọn để cho dễ nhớ thì các em nhớ này, nó gồm 3 bước. Gồm 3 bước. Thầy nói tóm tắt trước, bước thứ nhất là tháo xoắn. Bước thứ hai là tổng hợp. Tổng hợp sợi mới. Và bước cuối cùng đó là hình thành. ADN con.
gồm 3 bước cơ bản như vậy, em hãy nhớ cái tên. Để còn nội dung nào thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể. Và trước khi đi vào cụ thể 3 bước này thì thầy sẽ cho chúng ta một cái hình vẽ để chúng ta dễ hình dung. Và bây giờ thầy có một đoạn ADN như sau, thầy sẽ mô phỏng để chúng ta thấy. Giả sử cái đoạn ADN của chúng ta như thế này. Đây là một đoạn ADN của chúng ta khi mà bước vào cái cơ chế chuyển nhân đôi. Cái tam giác màu đỏ này thì chú thích đó là cái enzyme thao xoắn. Tức là ban đầu ADN chúng ta gồm hai cái sợi đơn quấn song song với nhau, thì vẽ dạng không gian hai chiều. Đây. Trên này có các cái liên kết hydro của các nút. Đây thì chỗ này là A, T, G, X, T. Đây là T, A, X, G, A. Như trên này cũng có các cái nô. Sự đây là G đấy. A, X, X. Chỗ này là X, chỗ này là T. Thế thì enzyme thao xoắn này nó đi tới đâu thì hai mặt đơn của ADN sẽ giãn xoắn và tách nhau ra, và cái chiều này là chiều của chiều thao xoắn. Và bây giờ thì giả sử cái mặt đơn phía dưới này là mặt đơn có chiều từ 3 phẩy đến 5 phẩy, mặt đơn đối diện tức là cái mặt bổ sung sẽ có chiều là từ 5 phẩy cho tới 3 phẩy. Dạ. Và các em cũng đã học rồi, học phân hình cấu tạo ADN. Trên hai mặt của ADN thì mặt có chiều từ 3 phẩy đến 5 phẩy là mặt gốc, và mặt ngược lại 5 phẩy đến 3 phẩy là mặt bổ sung. Đấy. Rồi như vậy khi enzyme thao xoắn mà đi tới đâu, tức là đây là chiều thao xoắn này, thì các liên kết hydro này sẽ bị bẻ gãy ra, bẻ gãy hai mặt đơn sẽ tách nhau ra, sẽ hình thành nên cái chạc ba này giống chữ Y, người ta gọi là chạc ba tái bản hay là chạc chữ Y. Đó là bước đầu tiên. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ có sự tham gia của các cái enzyme tham gia vào nhân đôi. Và một trong những cái enzyme quan trọng nhất tham gia vào cái quá trình nhân đôi như thầy đã nói, đó là cái enzyme thao xoắn, enzyme ADN polymerase. Như vậy ADN polymerase nó sẽ tổng hợp cái sợi mới theo chiều 5 phẩy đến 3 phẩy, 5 phẩy tới 3 phẩy. Dạ, 5 phẩy. Đây là sợi mới nha, 3 phẩy. Như vậy để tổng hợp được sợi mới theo chiều 5 phẩy đến 3 phẩy thì nó phải sử dụng cái mặt gốc 3 phẩy 5 phẩy là mặt khuôn. Đấy. Như vậy trên sợi 3 phẩy 5 phẩy thì mặt mới sẽ được tổng hợp theo chiều này. Như thế, như thế này các. Trên mặt đối diện còn lại thì cái quá trình này nó xảy ra ngược lại. Tức là nó sẽ tổng hợp từ bên ngoài, bên trong đi ra bên ngoài như thế này. Làm những cái đoạn nhỏ như thế. Đây là trên mặt bổ sung. Trên mặt bổ sung thì quá trình tổng hợp thành những đoạn nhỏ, và mỗi cái đoạn nhỏ như thế này người ta là gọi là các đoạn Okazaki. Thế thì tại sao là phải tổng hợp những đoạn nhỏ mà không phải tổng hợp một cái đoạn liên tục như ở bên này? Thì các em nhớ, bởi vì ADN polymerase là tổng hợp mặt mới theo chiều 5,37. Cho nên cái này không thể tổng hợp theo chiều này được, mà phải đi từ trong ra. Mà đi từ trong ra thì phải tổng hợp thành những đoạn Okazaki ngắn như vậy. Sau đó các đoạn Okazaki này sẽ nối lại với nhau. Và nối lại xong thì nó sẽ hoàn thành cái sợi mới. Đó là cái bước thứ hai. Và đến cái bước thứ ba, bước cuối cùng để hình thành ADN con. Như vậy, quá trình tổng hợp sợi mới tới đâu đó thì cái quá trình nó sẽ đóng xoắn ngay lại lập tức ngay như đó. Giả sử chỗ này hình thành liên kết hydro này. Đây. Các liên kết hydro hình thành đây với các cái nút môi trường. Và khi nào mà hoàn thành xong chỗ nào thì khúc đó nó sẽ đóng xoắn lại và tiếp tục enzyme thao xoắn cứ đi tiếp tục đi tới cuối cái sợi ADN.
Như vậy đây thì có các cái nguồn bổ sung, đây là G thì chỗ này sẽ là X của môi trường, A thì là P môi trường, X là G môi trường. Vậy như vậy là quá trình thì sao hoàn thành xong. Như vậy bây giờ thầy tổng hợp lại ba cái bức hình ngắn gọn để chúng ta để hình dung và học thuộc. Bước thứ nhất, ghi nhận ở đây. Bước 1, bước 1 đó là tháo xong. Bước tháo xong này thì các em ghi cho thầy đơn giản thôi, đó là enzyme. Enzyme tháo xong. Sẽ tháo xoắn và tắt mặt. Và tháo xoắn ADN. ADN dẫn tới hình thành nên. Thành nên chạc tái bản hay là chạc từ sao đó. Chạc tái bản. Và chạc tái bản này có hình chữ Y, có hình chữ Y dài đó. Cho nên người ta gọi cái chạc này là chạc chữ Y. Lúc này sẽ làm lộ ra, lộ ra hai mặt đơn, làm lộ ra hai mặt đơn như thầy đã vẽ trên. Đó là mặt 3' đến 5' và mặt 5' đến 3'. 3' đến 5' và 5' đến 3'. Đó là bước tháo xoắn. Thì nhắc lại, ở cái bước tháo xoắn thì enzyme tháo xoắn sẽ tham gia vào quá trình tách bạch và tháo xoắn hai mặt đơn ADN ra. Từ đó hình thành nên cái chạc tái bản ở chỗ này. Chạc tái bản này giống như cái chữ Y dài, cho nên người ta còn gọi là chạc chữ Y. Và lúc này sẽ làm lộ ra hai mặt đơn 3' đến 5' và 5' đến 3'. Đó là bước thứ nhất. Bây giờ chúng ta qua bước thứ hai, tổng hợp sạch mới. Rồi chúng ta qua bước thứ hai. Bước thứ hai thầy đã nói rồi, đó là quá trình tổng hợp sạch mới. Thế thì quá trình tổng hợp sợi mới nó xảy ra ở hai cái sợi nó khác nhau. Bây giờ thầy đi tìm hiểu, thứ nhất là trên trên cái sợi có chiều 3' đến 5'. Thì các em nhớ trên sợi 3' đến 5' đây là sợi mặt gốc. Thì quá trình tổng hợp sợi mới, tổng hợp sợi mới nó diễn ra liên tục, diễn ra liên tục, liên tục. Còn trên sợi 5'3' tức là sợi ngược lại đó, 5' đến 3', thì quá trình tổng hợp nó gián đoạn. Tổng hợp nó xảy ra gián đoạn. Gián đoạn ở đây thầy có thể giải thích chút xíu, nhưng là nó hình thành nên, nó tổng hợp các đoạn ngắn, tổng hợp các đoạn ngắn có tên là Okazaki. Okazaki. Và các đoạn ngắn này được tổng hợp ngược với chiều tháo xoắn. Tổng hợp các đoạn ngắn ngược chiều tháo xoắn. Được chiều tháo xoắn. Sau đó các đoạn ngắn này sẽ được các enzyme nối lại với nhau và hình thành nên các sợi mới. Các enzyme nối sẽ nối các đoạn Okazaki ra sợi đường mới. Như vậy thì nhắc lại nội dung chính ngắn gọn của bước 2 tổng hợp sợi mới, đó là trên cái sợi 3'5' này thì quá trình tổng hợp sợi mới nó diễn ra một cách liên tục, đi theo chiều từ ngoài vào trong. Còn trên cái sợi
thứ hai là sợi 5,3 được sợi bổ sung đó, thì quá trình tổng hợp nó bị gián đoạn, tức là nó sẽ tổng hợp các đoạn ngắn, người ta gọi là đoạn Okazaki, ngược chiều thao phân, tức là đi từ trong ra đó. Sau đó các enzyme nối sẽ nối các đoạn Okazaki để thành nên các sợi mới, đó là ở bước thứ hai tổng sợi mới. Bây giờ chúng ta qua bước 3 là hình thành nên ADN con. Bước thứ 3, bước 3 là hình thành ADN con. Để mà nắm được cái nội dung bước 3 thì các em hình dung như sau. Mình đang thấy này, là sẽ cái đoạn ADN của mình như thế này. Là sẽ như thế. Cái chỗ này đang xảy ra cái quá trình tiền nhân đôi ở lúc này à. Thế thì các em thấy là chỗ nào mà quá trình hình thành sợi mới xong á, giả sử sợi là sợi mới đi, sợi màu vàng này. Thì ngay lập tức nó đóng xoắn lại, yeah, nó đóng xoắn lại. Và ở chỗ khác thì enzyme thao xoắn cứ tiếp tục đi tới để mở hai khăn đơn ra để thành nên cái chặt 3,3. Dạ. Cho nên là cái bước hình thành ADN con các em phải nhớ cho thầy, đó là đoạn nào, đoạn nào tổng hợp xong, đoạn nào tổng hợp xong thì nó đóng xoắn ngay, đóng xoắn ngay để hình thành nên ADN, phân biệt ADN hoàn chỉnh, đoạn ADN hoàn chỉnh. Khúc này tổng hợp xong thì sẽ đóng xoắn tới đây, khúc này xong cũng đóng xoắn và tiếp tục mở ra cho đến hết các đoạn ADN. Thì đó là bước thứ ba. Như vậy thầy mới hướng dẫn chúng ta ba cái bước cơ bản của cơ chế từ xa. Như vậy qua cơ chế từ xa thì kết quả sẽ như thế nào? Chúng ta qua nội dung nữa, đó là kết quả của quá trình từ xa. Chúng ta qua nội dung thứ năm, đó là kết quả. Như vậy các em thấy kết quả là từ một phân tử ADN mẹ hay là ADN khuôn ban đầu trải qua từ xa một lần thì tạo ra hai ADN con, hai ADN con. Và nhớ thêm cho thầy là hai cái ADN con này, hai ADN con nó hoàn toàn giống nhau, giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu, giống với hai ADN mẹ ban đầu. Thế thì mô phỏng lại cái quá trình này. Bây giờ thấy đây, giả sử bây giờ thầy có một ADN mẹ ban đầu gồm hai cái sợi một đây, một thằng đơn này. Thế thì khi bước vào nhân đôi thì hai mặt đơn này sẽ tách nhau ra, mặt thứ nhất, mặt đơn thứ hai. Sau đó nó sẽ lấy nguyên liệu từ môi trường để bổ sung với mặt gốc và mặt này, bổ sung vô. Như vậy đó là khi một ADN mẹ tạo ra hai ADN con, và hai thằng con này giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu. Thế đây có một cái lưu ý đây, đó là các ADN con tạo ra thì các em thấy này, thì nó có một sợi màu trắng và một sợi màu vàng. Đấy, cái sợi màu trắng là sợi của mẹ, là sợi màu vàng là sợi từ môi trường nội bào. Cho nên là đây kết luận cho thầy ADN con có
một mặt trên còn lại đó, một mặt trên là cụ của ADN. Cái này người ta gọi là nguyên tắc bám bảo tồn, tức là giữ thêm một đường. Mà quá trình này nếu mà tiếp tục xảy ra nữa thì đây là sợi màu trắng, còn chỗ này sẽ là sợi màu vàng. Tiếp tục như vậy, chỗ này sẽ là sợi màu trắng, chỗ này là sợi màu vàng. Còn ở đây và cái phần đường như thế, đây là cái phần kết quả của quá trình endon. Cái này có một số lưu ý đối với cái quá trình này như sau. Em cái giờ này dấu sao lưu ý. Thì cái lưu ý quan trọng nhất ở đây là thầy muốn nhấn mạnh cho các em biết cái sự khác biệt trong cơ chế nhân đôi ở tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ. Đó là có sự khác biệt. Có sự khác biệt trong cơ chế nhân đôi ADN của sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ. Sinh vật nhân thực và nhân sơ. Vậy nhân thực nhân sơ khác nhau chỗ nào thì các em phải quan sát hình sau để chúng ta thấy rõ hơn. Ở đây là nhân thực. Thầy mô phỏng cái quá trình nhân đôi của nhân thực. Ở đây nhân sơ. Đấy. Thế thì các em cũng biết rồi, gen của sinh vật nhân sơ là cái chuỗi ADN kép dạng vòng, em thấy dạng vòng. Phần tử ADN thì mặt kép dạng vòng. Còn đối với hệ gen của sinh vật nhân thực, đó là phần tử ADN mặt kép gồm hai mặt đơn hướng song song và ngược trục, chúng ta đã học rồi. Bởi vì cái cấu tạo như vậy, cho nên quá trình nhân đôi nó cũng khác nhau. Thứ nhất, xét về mặt kích thước thì gen của sinh vật nhân thực nó lớn hơn, còn gen của sinh vật nhân sơ nó nhỏ hơn. Vì lớn hơn và nhỏ hơn cho nên ở sinh vật nhân thực nó có nhiều cái nơi sao chép, tức là có nhiều cái điểm khởi sự sao chép. Còn nhân sơ chỉ có một cái vùng khởi sự sao chép thôi, là khác biệt thứ hai. Khác biệt thứ ba là xét về tốc độ, thì tốc độ nhân đôi của nhân sơ thì đơn giản hơn nên nó xảy ra nhanh hơn. Cái khác biệt nữa đó là hệ enzyme tham gia vào quá trình của hai cái tế bào này cũng khác nhau. Bên này thì hệ enzyme nó phức tạp hơn, còn bên này hệ enzyme nó đơn giản hơn. Thì bây giờ chúng ta lưu ý một số cái khác biệt. Thứ nhất là về hệ gen. Hệ gen thì sinh vật nhân thực, thì nó có hệ gen lớn và phức tạp hơn, lớn và phức tạp hơn. Từ đó nhận tới là quá trình nhân đôi nó có nhiều điểm khởi sự sao chép. Ở đây thầy nói là cùng một lúc nó hình thành nên nhiều cái chạc ba, chạc chữ Y chỗ này nè, hình thành nên nhiều cái chạc chữ Y hơn. Còn bên này chỉ có một cái vùng hơi sự sao chép, cho nên cái chạc chữ Y nó ít hơn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là về tốc độ sao chép. Tốc độ sao chép thì sinh vật nhân sơ
nó có tốc độ sao chép hay là tốc độ nhân đôi lớn hơn. Vì sao? Vì sinh vật nhân sơ có hệ gen rất là đơn giản. Khác biệt thứ ba đó là về hệ enzyme. Hệ enzyme của sinh vật nhân thực. Phức tạp hơn. Em nhớ thầy ba điều như thế: hệ gen, tốc độ sao chép và hệ enzyme có sự khác biệt trong quá trình tự nhân đôi của nhân sơ và thực. Như vậy thầy mới hướng dẫn chúng ta tìm hiểu xong bài số 9 cơ chế tự nhân đôi của ADN. Hẹn gặp lại các em trong cái buổi hướng dẫn phương pháp làm bài tập cơ chế tự nhân đôi. Chào tất cả các em. Như vậy hôm trước thầy đã hướng dẫn cho chúng ta lý thuyết về cơ chế tự sao hay còn gọi là cơ chế nhân đôi ADN. Vậy thì buổi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta tìm hiểu thêm coi có những cái công thức, những bài tập nào nó liên quan tới cơ chế tự sao mà chúng ta hay gặp cơ bản nhất trong cái phần ôn thi tốt nghiệp phổ thông. Vậy thì bây giờ thầy sẽ đi vào nội dung của bài hôm nay, phương pháp giải bài tập cơ chế tự nhân đôi ADN. Đầu tiên nếu thầy gọi đích tên là số đợt, tự nhân đôi thầy nhắc lại nhân đôi hay là có được tự sao đó là số lượng tự nhân đôi hay gọi là số lượng sao. Thì trước tiên để có cái dạng bài tập sau, bài tập thứ nhất người ta sẽ hỏi đó là đi xác được. Số ADN con tạo ra. Xác định số ADN con tạo ra. Thế thì hôm trước chúng ta đã học lý thuyết rồi, kết quả của quá trình tự nhân đôi. Sau một lần tự nhân đôi thì từ một ADN mẹ ban đầu sẽ tạo ra hai ADN con giống hệt nhau và giống với tế bào mẹ, giống với ADN mẹ ban đầu. Vậy bây giờ nếu mình gọi x là số đợt nhân đôi, một đợt tạo ra 2, 2 đợt tạo ra 4, đúng không? 3 đợt tạo ra 8. Thì nhớ cho thầy, số ADN con tạo ra qua x đợt tự nhân đôi như sau. Từ một ADN mẹ trải qua x đợt nhân đôi thì thầy có tổng số ADN con sẽ bằng hai mũ x. Cái đầu tiên phải nhớ là đó là cái dạng công thức đầu tiên chúng ta cần phải nhớ. Nội dung thứ hai người ta hỏi đó là đi xác được số nucleotide đó mà môi trường đã cung cấp, cung cấp ở đây là cung cấp cho quá trình nhân đôi của ADN, Các em thấy này, một đứa vẽ này không? Ở đây thầy có giả sử ADN này ban đầu là hai cái sợi màu trắng, hai mặt đơn thế này. Thì quá trình nhân đôi xảy ra thì hai mặt đơn nó tách nhau ra làm khuôn. Rồi sau đó các nu màu vàng này thầy cho màu đỏ đi cho dễ thấy, cái sợi màu đỏ này, đấy. Để bổ sung với sợi màu trắng để hình thành những cái ADN mới. Thế cái phần màu đỏ này là các cái nu từ môi trường nộp vào, đúng chưa? Nó sẽ bổ sung với nu trên hai mặt trên của ADN. Thế bây giờ nhiệm vụ chúng ta để xác định coi môi trường đã cung cấp bao nhiêu nu cho cái quá trình nhân đôi này, đúng chưa? Như vậy đây nhớ cho thầy. Đầu tiên ta có này,
số nu của ADN mẹ ban đầu, số nu của ADN mẹ ban đầu là n lớn nu. Đấy. N lớn nu, số nu của ADN con, ADN con à, tạo ra, ADN con này tạo ra qua x đợt nhân đôi, x đợt từ sau đó. À, như vậy qua x đợt từ sau thì sẽ tạo ra hai mũ x ADN con. Vậy có tổng số nu ở đây sẽ là n nhân cho hai mũ x, được chưa? Số nu của ADN con tạo ra qua x đợt từ sau sẽ là n nhân cho hai mũ x. Như vậy thì đây phải suy ra à, số nu mà môi trường cung cấp số nu môi trường cung cấp thì em lấy cái số nu trong các ADN con trừ cho số nu của ADN mẹ ban đầu đó, tức là lấy tất cả các nu trong cả sợi đỏ và trái của con này trừ cho cái nu mẹ ban đầu thì sẽ ra được cái nu môi trường cung cấp, tức là chỗ này thì có là n nhân cho hai mũ x trừ cho n. À, như vậy chỗ này thì biến đổi được sẽ là n nhân cho hai mũ x trừ cho một. Như vậy số nu môi trường cung cấp sẽ là n nhân cho hai mũ x trừ một, trong đó x là số đợt tự nhiệt độ. Rồi, chúng ta qua một cái câu hỏi tiếp theo nữa, số 3. Bây giờ người ta không yêu cầu đi xác định số nu môi trường cung cấp mà người ta yêu cầu là đi xác định số nu từng loại mà môi trường cung cấp. Em lưu ý bây giờ người ta không yêu cầu là xác định số nu môi trường cung cấp mà người ta bắt làm là xác định số nu từng loại môi trường cung cấp à, thì thầy có công thức như sau: a của môi trường cung cấp thì lấy a của ADN mẹ đó nhân cho hai mũ x trừ cho một, và cái này thì chắc chắn sẽ bằng t mà môi trường đã cung cấp cho quá trình nhân đôi. G môi trường cung cấp sẽ bằng g nhân hai mũ x trừ cho một, và chỗ này chắc chắn cũng sẽ là x của môi trường cung cấp. Đây là những câu hỏi tiếp theo, xác định số nu từng loại mà môi trường cung cấp. Câu hỏi dạng thứ tư, người ta hỏi như sau, đó là xác định ADN con có hai mặt đơn mới hoàn toàn. Thế thì chúng ta quay lại cái này, ở đây chúng ta coi này, bây giờ để xác định ADN con có hai mặt đơn mới hoàn toàn, ở đây cái sợi màu trắng là cũ nha. Đấy, đây là sợi cũ ADN mẹ. Bây giờ quá trình từ sau xảy ra thì hai cái mặt màu sợi màu trắng này tách nhau ra. Rồi bây giờ sử dụng các cái nu từ môi trường nội vào màu đỏ đây. Đấy. Quá trình tiếp tục xảy ra. Nhân đôi. Sợi màu trắng. Thế này. Chỗ này cũng có một sợi màu trắng. Chỗ này là sợi màu đỏ. Là sợi này. Sợi màu đỏ. Tiếp tục sử dụng nguyên liệu từ môi trường là cái sợi màu đỏ. Em thấy chưa? Giả sử trải qua hai đợt tự nhân đôi, đây là đợt nhân đôi thứ nhất, đây là đợt nhân đôi thứ hai. Thế thì qua hai đợt tự nhân đôi thì tạo ra, các em thấy là tạo ra tổng cộng là 4 ADN con.
Như vậy thử quan sát coi trong 4 ADN con này có bao nhiêu ADN con có hai mạch đơn mới hoàn toàn. Rõ ràng đây có hai ADN con có mạch đơn mới hoàn toàn ở đây này. Thằng này và thằng này. Còn hai cái mạch đơn cũ, hai ADN con này vẫn chứa cái sợi màu trắng, tức là chứa cái mạch đơn cũ của ADN mẹ. Và tiếp tục các đợt nhân đôi tiếp theo thì cũng chỉ có hai ADN con chứa hai cái sợi đơn cũ mà thôi. Cho nên để trả lời câu hỏi là xác định ADN con có hai mạch đơn mới hoàn toàn thì các em làm như sau. Các em lấy số ADN con này, số ADN con tạo ra, số ADN con tạo ra thì sẽ là hai mũ x nha. Qua x lần nên nó phải tạo ra là hai mũ x, và số ADN con có chứa sợi cũ đó, có chứa sợi cũ thì sẽ luôn là hai, bao nhiêu cũng là hai cả, một hai, có nhân đôi bao nhiêu lần thì cũng là hai thôi. Cho nên suy ra ADN con mới hoàn toàn sẽ bằng hai mũ x trừ cho hai, sẽ là hai mũ x trừ cho hai. Sẽ có rất nhiều câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới phần này, không những là chúng ta cố định trong cái việc là tìm ADN con mới hoàn toàn đâu, và người ta còn hỏi những cái khác nữa, chứa mạch đơn mới, chứa mạch đơn cũ, vân vân, rất nhiều cái liên quan đến này. Thì đây là cũng là một cái câu hỏi rất là thú vị. Qua cái dạng câu hỏi thứ tư liên quan đến phần nhân đôi ADN, số 5 thì rồi công thức số 5. Công thức số 5 là thầy nói sẽ nói về cái liên kết hydro. Liên kết H2 trong nhân đôi ADN, trong nhân đôi ADN. Thế thì trong nhân đôi ADN thì có quá trình bẻ gãy liên kết hydro và có quá trình hình thành liên kết hydro giữa các nu trên mặt gốc ADN và các nu của trường. Thì đầu tiên thì nói về quá trình phá hủy liên kết hydro đã. Số liên kết H2 bị phá vỡ hay là phá hủy đó thì được tính theo công thức H nhân 2 mũ x trừ cho H, tức là chỗ này bằng H nhân cho 2 mũ x trừ cho 1. Có bao nhiêu ADN con tạo ra mới đó thì có bấy nhiêu lần số liên kết hydro sẽ bị phá hủy để thực hiện cái tính nhân đôi. Cái thứ hai, số liên kết hydro hình thành, số liên kết H2 hình thành, số liên kết H2 hình thành thì đơn giản hơn. Ở đây chúng ta lấy số ADN con tạo ra nhân với số liên kết hydro thì sẽ ra được công thức số liên kết hydro. Đó là về số liên kết hydro. Công thức tiếp theo là chúng ta nói về liên kết hóa trình. Liên kết hóa trình ở trang lưu ý này, nhìn này, giả sử đây thì có một cái sợi ADN. Đó, sẽ đen. Đây này là có A, T, G, X, T, A. Sợi ADN này đã tháo xoắn và bẻ gãy liên kết hydro rồi. Bây giờ nó sẽ bổ sung với các nu môi trường. Chỗ này A thì sẽ là T của môi trường. Thầy cho màu vàng màu đỏ đó, để dễ hình dung. T môi trường tới bổ sung với A của trên cái mặt gốc của ADN là trên cái sợi đơn đó, bây giờ tách ra đó. Rồi đây là A. Chỗ này là X, G, G, A, T. T
Thế thì bây giờ các cái nu này sẽ bổ sung với các nu trên các sợi đơn rồi mới tách ra lên ADN. Sau đó sẽ hình thành các cái mối liên kết hóa trị. A sẽ liên kết với T này, X liên kết với nhau như thế để tạo nên một cái chuỗi liên tục poly polynuc. Bây giờ như vậy các em thấy đối với công thức liên kết hóa trị thì chỉ có công thức tính số liên kết hóa trị được hình thành thôi, chứ không có công thức tính số liên kết hóa trị bị phá hủy, bởi vì chẳng có liên kết hóa trị bị phá hủy nào trong quá trình nhân đôi cả. Cho nên đây khi nói tới liên kết hóa trị trong nhân đôi ADN thì thầy có công thức là số liên kết hóa trị tạo thành, số liên kết hóa trị tạo thành. Thế thì để tính số liên kết hóa trị tạo thành thì các em lấy số liên kết hóa trị trong phân tử ADN ADN con đó, ở đây sẽ là N trừ 2 nhân cho 2 mũ X là số liên kết hóa trị trong toàn bộ ADN con. Rồi các em trừ cho số liên kết hóa trị có trong cái sợi cũ này của ADN mẹ đi, tức là trừ cho N trừ cho 2, thì chỗ này được công thức là 2 mũ X trừ 1 nhân N trừ cho 2 là cái công thức tính số liên kết hóa trị được tạo. Như vậy thầy mới hướng dẫn xong chúng ta một số công thức liên quan tới cơ chế nhân đôi. Bây giờ sẽ là một số bài tập vận dụng các công thức này. Rồi, các ví dụ. Các ví dụ. Ví dụ 1 có nội dung như sau. Một gen có 600 adenin và có tỷ lệ A chia G bằng 2 phần 3. Gen nhân đôi một số đợt, môi trường đã cung cấp 6.300 nucleotide đoạn G. Hãy xác định câu A, số đợt tự sao. Câu B, số liên kết hero và số liên kết hóa trị được hình thành. Và bây giờ thầy tóm tắt lại như vậy như sau. Bài này người ta cho mình một số cái dự kiện như sau. Thứ nhất, cho adenin bằng 600. Cho thứ hai, cho A chia G bằng 2/3. Như vậy nếu cho như thế này thì thầy suy ra thật là nhân là A sẽ bằng T bằng 600 và G ở đây thầy thu được sẽ bằng X là bằng 900. Và từ đây thầy cũng suy ra được luôn là N ở chỗ này sẽ là 3000. Đó, suy ra là nhân, tập tính nhân thì mà làm cái gì? Gen nhân đôi một số đợt môi trường cung cấp và nu loại G là 6.300. Như vậy người ta cho mình ở đây là G môi trường cung cấp, G môi trường cung cấp học rồi sẽ bằng G nhân cho 2 mũ X trừ cho 1 với X là số đợt tuyển nhân đôi, mà G môi trường cung cấp ở đây người ta cho mình là 6.300. Đấy, 6.300. Và bây giờ mình đi câu A. Câu A là xác định X, tức là đi xác định số đợt tự sao. Thay số cho thôi. G đây là 900 em. G là 900. 900 nhân cho 2 mũ X trừ cho 1 thì bằng 6.300. Chỗ này các em dễ dàng giải ra được. Yeah. 6.300 chia cho 900 rồi cộng cho 1 chuyển 1 qua thì ra được là bao nhiêu đây? Ra được 8. Như vậy 2 mũ X bằng 8. Như vậy suy ra chỗ này nhân lên là x bằng 3. X bằng 3. Dễ ra được nhân x bằng 3. Như vậy số đợt tuyển nhân đôi là 3 đợt. Câu B, số liên kết hero và số liên kết hóa trị tạo thành. Câu B, đầu tiên là số liên kết hero tạo ra đã. Tạo thành. Áp dụng công thức số liên kết hero tạo thành là bằng 2 mũ x nhân cho h. 2 mũ x nhân cho h tức là nhân cho 2a cộng cho 3g. Thay số cho em, thay số vô đây thầy được là 2 mũ 3 là 8 nhân 2a cộng cho 3g. Ở đây thầy tính được số liên kết hero sẽ là 3900. 2 nhân cho 600 cộng 3 nhân cho 900 tức là tổng số là 3.900 nhân cho 8 ở đây thì thu được kết quả là 31.200.
À, như vậy nếu mà nó mới công thức thì mình tính sẽ rất là nhanh chạy ví dụ này. Qua ví dụ số 2. Ví dụ 2. Ví dụ 2 thầy cho cái đề bài có nội dung như thế này. Một gen dài 3468 angstrom có nucleotide loại A chiếm 20%. Gen này nhân đôi một số đợt, môi trường nội bào đã cung cấp 6120 nu tự do. Câu A, đi xác định số gen con được tạo ra. Câu B, trong số những gen con tạo ra thì có bao nhiêu gen con mới có hai mặt đơn mới là hoàn toàn. Câu C, xác định số nu từng loại mà môi trường đã cung cấp. Thì nóng thật là nhanh. Như vậy gen này người ta cho chiều dài là bằng 3468 angstrom. Thì cái này các em bấm máy ra cho thầy là L bằng N chia 2 nhân 3.74 angstrom. Cho nên suy ra được N, bấm máy ra thầy được là 2040 nục. Ngoài ra đề bài nó cho biết thêm là A bằng 20%. A bằng 20% của 2040 thì tìm ra được là bằng 408. Và cái này bằng T luôn. Và từ đây thầy cũng dễ dàng suy ra được G sẽ bằng X. Lấy 2040 chia 2 là trừ cho A đi thì ra được cái thằng này là 612. G bằng 612. Đây là những điểm để cho. Ngoài ra người ta cho thêm là môi trường nội bào cung cấp 6120 nu tự do. Như vậy là N môi trường cung cấp thì công thức sẽ là N nhân cho 2 mũ x trừ cho 1. Chỗ này người ta cho là 6120. Bây giờ câu A, xác định số gen con được tạo ra. Số gen con tạo ra, muốn tìm số gen con tạo ra thì mình phải tìm được x là bao nhiêu. Như vậy đây thì có là N nhân cho 2 mũ x trừ cho 1 sẽ bằng 6120. Ở đây thì dễ dàng thay số vô thì ra được 2 mũ x trừ cho 1. Thì ở đây thì thu được 2 mũ x trừ 1 sẽ bằng 3. Lấy 6120 chia cho N là 2040 thì ra được 3. Như vậy suy ra giải cái này được là 2 mũ x sẽ là 4. 2 mũ x bằng 4 thì số gen con sẽ là 4. Như vậy xong câu A. Câu B, trong số gen con tạo ra có bao nhiêu gen con mới hoàn toàn. Mới hoàn toàn tức là không chứa mặt đơn cũ nữa. Thì thầy có công thức như sau. Số gen con có 2 mặt đơn mới. Mới đây là mới hoàn toàn. Thì lấy tổng số gen con là 4 và bao giờ cũng trừ đi cho 2 thì chỗ này sẽ ra là 2 gen con. Cứ trừ cho 2 thôi là ra được cái đáp án. Câu C. Câu C là xác định số nu từng loại môi trường cung cấp. Số nu từng loại mà môi trường cung cấp cho gen này nhân đôi thì mình áp dụng công thức thôi. Ở đây thầy có A môi trường cung cấp sẽ luôn bằng T môi trường cung cấp và bằng A nhân cho 2 mũ x trừ cho 1. A có rồi, 408, 2 mũ x là bằng 4, 2 mũ x trừ 1 thì là 3. Đó, lấy 3 nhân 408 mà đây thì tính được là 1220 4 nu mà môi trường cung cấp. Tương tự như vậy thì có là G môi trường cung cấp sẽ bằng X môi trường cung cấp, lấy G nhân cho 2 mũ X trừ cho 1. G chỗ này là 612 nhân cho 3 thì ra được 1836. Hết sức đơn giản. Nếu chúng ta thuộc công thức và nắm cái bài này như vậy thì này là rất là nhanh. Như vậy thầy cho chúng ta hai ví dụ để chúng ta dễ hình dung. Và để làm tốt hơn bài này thầy sẽ cho các bài tập trên website các em có thêm.
Như vậy bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các em trong những nội dung sau. Chào các em. Chào tất cả các em đang đến với khóa luyện thi Trung học phổ thông quốc gia, bộ môn sinh học trên trang web học247.vn. Như vậy là hôm trước thầy đã hướng dẫn chúng ta tìm hiểu về cơ chế tự sao của ADN. Và các em cũng lưu ý cho thầy cái sơ đồ học thuyết tế bào trung tâm như sau. Thì hôm trước thầy đã nói rồi, đây ADN. Rồi mRNA. Rồi thì protein. Và tính trạng. Đấy, thầy đang nói ba cái cấu trúc này thôi. Thế thì ADN thì nó có cái cơ chế tự sao hay tự nhân đôi. Cơ chế tự sao hôm trước chúng ta đã học rồi, từ một ADN mẹ ban đầu qua một lần tự sao tạo ra hai ADN con giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu. Buổi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cơ chế tổng hợp nên phân tử ARN thông tin hay là ARN từ phân tử ADN ban đầu. Thế thì cái quá trình mà từ ADN tổng hợp nên ARN, quá trình này người ta gọi là cái quá trình sao mã. Sao mã. Ngoài cái tên sao mã ra thì một số tài liệu còn gọi theo cái tên là quá trình phiên mã. Và hai quá trình này, hai cái tên này thực ra là cái quá trình tổng hợp ARN từ ADN. Và bây giờ chúng ta sẽ đi nội dung bài ngày hôm nay. Đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn chúng ta khái niệm. Để bây giờ chúng ta coi sao mã hay phiên mã là gì. Thì từ ADN tổng hợp ARN, rồi ARN thông tin này sẽ làm khuôn tổng hợp nên protein. Quá trình này hôm sau chúng ta sẽ học này. Rồi protein sẽ quy định các cái đặc tính, các tính trạng của cơ thể, tham gia thực hiện các cái chức năng sinh học. Thế thì quá trình truyền thông tin di truyền, ADN thì chứa thông tin di truyền. Truyền thông tin di truyền từ ADN sang ARN thì người ta gọi là quá trình sao mã. Cho nên các em kết luận ở đây, sao mã hay phiên mã là quá trình truyền thông tin thông tin này là thông tin di truyền từ ADN. ADN này là ADN mặt chép. ADN mặt chép sang ARN mặt đơn. Sang ARN mặt đơn là quá trình truyền thông tin di truyền từ ADN mặt chép sang ARN mặt đơn. Bởi vì ADN nó chứa thông tin di truyền ở dạng các cái bộ ba sao mã, cho nên quá trình tổng hợp này thì người ta gọi là quá trình truyền thông tin. Thông tin là thông tin di truyền. Thế thì thông qua khái niệm thầy cho chúng ta một số cái lưu ý như sau. Đây thì có một số lưu ý. Rồi cái lưu ý đầu tiên, thế thì có một câu hỏi đặt ra là những cái đối tượng nào thì có quá trình phiên mã, có quá trình sao mã hay là phiên mã. Thì các em nhớ là tất cả các đối tượng như là virus này, nhưng mà virus phải là có vật chất di truyền, có vật chất di truyền là ADN mặt kép. Ngoài virus mà có vật chất di truyền là ADN mặt kép thì còn có vi khuẩn, rồi thì sinh vật nhân thực. Thì tất cả những cái đối tượng này đều có quá trình phiên mã. Hay là sao mã đó. Đó là cái lưu ý đầu tiên. Cái lưu ý thứ hai, ở đây thầy nói chút xíu về cái đặc điểm sao mã ở sinh vật nhân sơ và nhân thực. Thế thì đối với sinh vật nhân thực,
thì có một lưu ý đây là cái quá trình sao mã nó diễn ra ở kỳ trung gian, tại sao? Bởi vì ở kỳ trung gian thì nhiễm sắc thể đang ở trạng thái thao xoắn. Chú thích ở đây, lúc này nhiễm sắc thể đang ở cái trạng thái thao xoắn. Thì đó là sinh vật nhân thực. Còn sinh vật nhân sơ thì sao? Một cái lưu ý tiếp theo. Ở sinh vật nhân sơ, thì cái quá trình sao mã nó diễn ra bất kỳ thời điểm nào. Vì đây diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào. Đấy. Thì đây là một số lưu ý khác biệt nhân tình nhân sơ. Rồi cái quá trình sao mã diễn ra ở một số đối tượng thì các em cần phải nhớ. Như vậy thầy mới trình bày chúng ta cái khái niệm của cái quá trình sao mã. Chúng ta đi nội dung tiếp theo, nội dung thứ hai. Bây giờ chúng ta quan tâm coi cái quá trình sao mã nó sẽ diễn ra ở đâu và có những đối tượng nào, những thành phần nào tham gia vào quá trình sao mã. Ở đây thì thầy vị trí và thành phần tham gia. Thứ nhất, về cái vị trí. Giả sử đây là tế bào động vật. Đây là nhân. Cùng này là tế bào chết. Trong tế bào chết thì có các bào quan khác. Thế thì hôm trước chúng ta học rồi, cơ chế tự sao hay là nhân đôi ADN đó, thì nó xảy ra trong nhân. Và hôm nay chúng ta học một cơ chế thứ hai của ADN, đó là cơ chế sao mã. Thì cơ chế sao mã nó cũng xảy ra ở trong nhân. Đấy. Và sao mã xảy ra trong nhân này để tổng hợp nên mRNA hay tổng hợp nên ADN. Đấy. Như vậy chỗ vị trí kết luận cho thầy nó xảy ra trong nhân, hoặc vùng nhân cũng được, xảy ra trong nhân hoặc là vùng nhân, thì đó là về vị trí. Vậy bây giờ có những cái thành phần nào sẽ tham gia vào quá trình sao mã để tổng hợp nên ARN? Điều sao thứ hai, thành phần tham gia. Thì cũng giống như cơ chế tự sao thôi, để mà tổng hợp nên một cái phân tử mới thì cần phải có ADN làm khuôn. Cho nên thành phần quan trọng nhất đầu tiên phải nói đến đó là ADN. ADN làm khuôn. Thành phần thứ hai là phải có các ribonu tự do. Ribonu tự do đây có thể kể tới là adenine, uracil, guanine và cytosine. Đó là các ribonu tự do. Thành phần khác đó là hệ enzyme có thể kể tới những cái enzyme cần thiết, ví dụ như ARN, polymerase hay là enzyme tháo xoắn cũng được, rồi thì enzyme tách mạch các em kể ra những enzyme đó. Và một cái thành phần nữa không thể thiếu đó là về năng lượng. Tất nhiên năng lượng sử dụng trong tế bào là ở dạng ATP.
ATP, đó là thành phần tham gia. Như vậy, khái niệm nắm rồi, thành phần vị trí xảy ra sao mà cũng nắm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu thật kỹ cái cơ chế tổng hợp ARN coi quá trình xảy ra như thế nào. Chúng ta đi qua cái nội dung thứ ba, quá trình sao mã. Trước tiên bước vào quá trình sao mã thì thầy giới thiệu lại chút xíu về cấu trúc của gen. Đây, hôm trước thầy đã dạy chúng ta về cấu trúc của gen rồi. Một gen cấu trúc thì gồm có 3 vùng, đúng chưa? Gồm 3 vùng. Đó là vùng gì? Vùng thứ nhất người ta gọi là vùng điều hòa, thầy viết tắt vùng điều hòa. Vùng thứ hai là vùng mã hóa. Và vùng thứ ba đó là vùng kết thúc. Vùng kết thúc. Đây là 3 vùng của cấu trúc gen. Đây. Thế thì quá trình sao mã nó sẽ được bắt đầu từ cái vùng điều hòa. Đấy, bắt đầu từ vùng điều hòa. À, tức là lúc này sẽ có sự tham gia của các enzyme tương tác với các cái vùng của gen. Thế bây giờ sẽ tương tác như thế nào đây? Thì đầu tiên nhớ cho thầy, có sự tham gia đầu tiên của enzyme, đó là enzyme ARN polymerase. Enzyme này sẽ bắt đầu bám vào vùng điều hòa để khởi sự cho cái quá trình sao mã. Khi nó bám vùng điều hòa đó thì làm cho hai mặt đơn của gen này bắt đầu tách nhau ra, giãn xoắn này, tách nhau ra. Đây, các em thấy giãn xoắn và bắt đầu tách nhau ra. Và khi tách nhau ra như vậy đó thì nó lộ ra hai cái mặt đơn, đúng chưa? Hai mặt đơn. Và như chúng ta đã học đó, gen thì có hai mặt. Mặt thứ nhất người ta gọi là mặt gốc. Mặt gốc thì có chiều từ 3 phẩy cho tới 5 phẩy. Mặt thứ hai là mặt bổ sung có chiều từ 5 phẩy cho tới 3 phẩy. Đấy. Và khi hai mặt đơn tách nhau ra thì mình quan tâm cho thầy tới cái mặt đơn có chiều từ 3 phẩy tới 5 phẩy thôi. Bởi vì quá trình sao mã diễn ra trên mặt gốc của gen. Cho nên bước đầu tiên kết luận cho thầy. Thứ nhất thì cái này là bước 1 đi. Bước 1 thầy đặt tên cho nó là bước khởi đầu. Khởi đầu. Thế thì như thầy đã nói, ở bước khởi đầu này thì đầu tiên enzyme ARN polymerase. Polymerase sẽ bám vào cái vùng điều hòa. Bám vào vùng điều hòa. Thì lúc này hai mặt đơn của gen sẽ tách nhau ra. Hai mặt đơn của gen tách nhau ra. Tất nhiên là vẫn có sự tham gia của các enzyme mà bẻ gãy liên kết hydro, bây giờ enzyme giãn xoắn. Đấy. Đây được đánh dấu bằng từ cái lúc là ARN polymerase bám vào cái vùng điều hòa. Và khi hai mặt đơn tách nhau ra như vậy đó thì lúc này để lộ ra mặt gốc, để lộ ra mặt gốc có chiều từ 3 phẩy cho tới 5 phẩy. Có chiều từ 3 phẩy tới 5 phẩy. Và đây, lưu ý cho thầy, đó là sao mã xảy ra trên mặt gốc. Ở đây ý nói mặt gốc mới tham gia trực tiếp vào quá trình sao mã chứ không phải mặt bổ sung. Lưu ý cho thầy như vậy khi hai mặt đơn nó tách nhau ra, lộ ra mặt gốc có chiều 3 phẩy tới 5 phẩy thì bước tiếp theo ARN polymerase sẽ trượt trên mặt gốc này để tổng hợp sợi ARN. Đấy. Chúng ta qua bước thứ hai. Bước thứ hai thầy đặt tên cho nó là bước kéo dài sợi ARN. Thế thì bây giờ các em hãy quan sát cái hình này tiếp.
Bây giờ enzyme ARN polymerase nó sẽ bám vào cái vùng điều hòa của cái gen. Đấy. Và bây giờ nó sẽ trượt trên mặt gốc này. Đấy, nó trượt trên mặt gốc của gen. Khi trượt trên mặt gốc của gen thì quá trình tổng hợp ARN sẽ xảy ra. Các ribonu trong môi trường nội bào nó sẽ tới bổ sung với các nu trên mặt gốc của gen. À, theo nguyên tắc bổ sung như sau. Giả sử như trên mặt gốc của gen có 3 loại nu là A, T, G. À, thì bây giờ ribonu của mình là X sẽ tới bổ sung với G, A sẽ tới bổ sung với T, hay là U sẽ tới bổ sung với A. Và sau đó các cái liên kết hóa trị giữa các ribonu này nè, các ribonu này sẽ được hình thành. Khi các liên kết hóa trị hình thành thì phân tử ARN thông tin hay là phân tử ARN này được hình thành. Đấy. Như vậy thầy nhắc lại, khi enzyme ARN polymerase trượt trên mặt gốc của gen thì quá trình sao mã hay là phiên mã xảy ra. Lúc này thì các ribonu tự do từ môi trường nội bào sẽ tới bổ sung với các nu trên mặt gốc của gen. Đây cụ thể là đây nè, bổ sung. Đấy. Sau khi bổ sung thì các liên kết hóa trị giữa các ribonu sẽ nối lại với nhau, các ribonu nối lại với nhau và hình thành nên phân tử ARN. Cho nên ở đây kết luận cho thầy, ARN polymerase sẽ trượt trên mặt gốc của gen, trượt trên mặt gốc của gen để tổng hợp sợi ARN. Và tổng hợp như thế nào? Tổng hợp sợi ARN phải theo nguyên tắc bổ sung. Vậy tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung là như thế nào, như thầy nói rồi. Như vậy đây thầy sẽ có là A sẽ bổ sung với thằng U từ môi trường này. Rồi thì T mặt gốc sẽ bổ sung với A của môi trường, tức là ribonu loại A đó. Rồi G sẽ đi bổ sung với X và ngược lại. Yeah, theo nguyên tắc bổ sung. Sau đó các ribonu này sẽ nối lại với nhau để hình thành nên phân tử ARN. Thì bước 2 nhớ ngắn gọn như vậy thì thôi. Nó trượt trên mặt gốc của gen để tổng hợp sợi ARN theo nguyên tắc bổ sung. A nối U, T nối A, G nối với. Đây là các cái liên kết hydro. Đó là bước 2. Bây giờ qua bước thứ 3. Ở bước 3 thì quá trình diễn ra như sau. ARN polymerase tiếp tục trượt tới đâu thì phân tử ARN được tổng hợp tới đó. À, và khi mà tổng hợp giải phóng cái sợi ARN thì gen sẽ đóng xoắn lại. Quá trình này diễn ra cho đến khi nào cái ARN polymerase trượt tới cái vùng này. Vùng này là vùng kết thúc. À, trượt tới cái vùng kết thúc. Thì gặp tín hiệu kết thúc, quá trình phiên mã sẽ dừng lại. Cho nên bước thứ 3 em có thể kết luận như sau. Ở đây là kết thúc. Kết thúc. Vẫn là ARN polymerase trượt đến vùng kết thúc. Trượt đến vùng kết thúc. Lúc này đây sẽ gặp tín hiệu kết thúc thì quá trình phiên mã sẽ dừng lại. Quá trình phiên mã sẽ dừng lại, giải phóng ra phân tử ARN. Như vậy đây là ba bước của cái quá trình sao mã. Thầy đã mô phỏng cho chúng ta bằng hình vẽ và có cái nội dung. Đấy. Như vậy, thông qua ba bước này thầy rút ra cho các em một số cái lưu ý sau để giúp các em học bài cho dễ hiểu. Một số lưu ý sau. Lưu ý. Cái lưu ý đầu tiên các em cần phải nhớ nè, học sinh hay thắc mắc. À, như vậy thì cái sợi ARN thông tin hay là ARN được tạo ra thì có chiều là từ đâu tới đâu? Thế thì nhìn đây.
ARN được tổng hợp theo mạch mã gốc của gen, mà mạch mã gốc của gen có chiều từ 3' đến 5', thì chắc chắn chiều của ARN chúng ta phải có chiều bổ sung, tức là chiều từ 5' cho tới 3'. Cái sợi màu đỏ này là 5', 3'. Cho nên lưu ý đầu tiên đó là sợi ARN mạch đơn đó, thì luôn có chiều từ 5' cho đến 3'. Phải luôn nhớ cái này để sau này học tới cơ chế tiếp theo là cơ chế tổng hợp protein đó. Chúng ta nhớ cái này thì mới nhớ được cái cơ chế tổng hợp protein và trình bày cho nó đúng. Cái lưu ý thứ hai đó là có cái sự khác biệt về cái sản phẩm ARN trong sao mã của nhân sơ và nhân thực. Có sự khác biệt về sản phẩm ARN trong sao mã của nhân sơ và nhân thực. Ở đây thầy muốn nói là cái ARN được tạo ra đó của hai cái thằng nhân sơ và nhân thực thì nó có sự khác nhau. Về khác nhau như thế nào thì mình làm một cái phép phân biệt, làm một cái bảng phân biệt nhỏ để cho dễ nhớ. Thứ nhất, nếu ở đây thầy cho là nhân thực nè, nhân thực, bên này là nhân sơ đi, nhân sơ. Rồi, thế thì các em nhớ cho thầy đó, ở sinh vật nhân thực thì đầu tiên gen của nó, hôm trước học rồi, gen của nó là gen phân mảnh, đúng chưa? Gen phân mảnh là tức là xen kẽ giữa các đoạn exon là các đoạn intron, thì sản phẩm của nó là ARN, cũng là ARN phân mảnh. Cho nên kết luận đây, ARN mới được tạo ra đó thì người ta gọi là ARN sơ khai. ARN sơ khai ở đây tức là có exon và intron xen kẽ. Đó, có exon và intron xen kẽ. Thế thì ARN sơ khai này sẽ loại bỏ intron đi để tạo ra những cái đoạn ARN chỉ có exon thôi. Thì những cái đoạn ARN chỉ có exon thì gọi là ARN trưởng thành. Tiếp. ARN sơ khai lúc này mới bỏ intron, thì viết tắt y, bỏ intron để tạo nên cái ARN mới, người ta gọi là ARN trưởng thành. Cái còn lớn rồi đúng không? ARN trưởng thành. Thì nhắc lại, ARN mới được tạo ra trong quá trình phiên mã hay là sao mã, đang viết tắt đây, quá trình này này sẽ tạo nên một phân tử ARN, người ta gọi là ARN sơ khai. Vậy tại sao gọi là sơ khai? Bởi vì ở đoạn ARN này vừa chứa exon vừa chứa intron. Đấy, những đoạn phiên mã, những cái đoạn mã hóa và những đoạn không mã hóa xen kẽ nhau. Thì các ARN sơ khai lúc này sẽ bỏ các đoạn không mã hóa, tức là bỏ cái đoạn intron này đi, thì hình thành nên cái phân tử ARN mới, người ta gọi là ARN trưởng thành. Và chính ARN trưởng thành này sẽ đi ra khỏi nhân tế bào và tham gia vào quá trình tổng hợp protein. Đó là đối với nhân thực. Còn nhân sơ thì sao? Nhân sơ thì ARN được tạo ra trong phiên mã đó, hay là trong sao mã đó, thì nó tham gia ngay vào quá trình dịch mã, tham gia ngay vào dịch mã, tức là tham gia ngay vào quá trình tổng hợp protein, chứ không qua cái giai đoạn mà cắt bỏ intron nối exon như là bên nhân thực. Bởi vì sao? Hôm trước chúng ta học rồi, gen của nhân sơ là gen không phân mảnh, tức là gen của nó không có các đoạn exon và intron. Đấy. Cho nên ARN mà được tạo ra thì tham gia vào quá trình dịch mã ngay, chứ không như anh này là phải cắt nối rồi tạo thành ARN trưởng thành mới tham gia vào quá trình dịch mã. Thì đó là cái điểm khác biệt giữa nhân sơ với nhân thực.
Thì cái thông tin này cũng kết thúc cái nội dung của bài học chúng ta ngày hôm nay. Như vậy thầy đã hướng dẫn chúng ta về cái về chứ sao mà thì các em phải nhớ đó là cái cơ chế để tổng hợp nên ARN thông tin, và chính ARN thông tin sẽ đi ra khỏi nhân của tế bào, đi vào tế bào chất để tham gia vào cái quá trình tổng hợp protein hay còn gọi là quá trình dịch mã. Thì hẹn gặp lại các em trong những buổi sau của khóa luyện thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia môn sinh. Chúc em học tốt. Chào tất cả các em. Như vậy là hôm trước thầy đã hướng dẫn cho chúng ta cơ chế của quá trình sao mã, quá trình tổng hợp ARN. Buổi hôm nay thầy sẽ tiếp tục nội dung cũng liên quan tới cơ chế sao mã, tức là thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một số công thức và các cái phương pháp làm bài tập cơ bản nhất về cái phần này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu coi có những cái dạng công thức nào liên quan tới sao mã. Đầu tiên thầy sẽ đi nội dung nhất. Nếu thầy gọi bây giờ nếu thầy gọi K là số đợt sao mã thì thầy sẽ có những cái dạng câu hỏi như sau. Nhất, dạng câu hỏi đầu tiên đó là tính số xác định là tính số phân tử ARN được tạo ra. Thế thì nếu gọi K là số lần sao mã thì số phân tử ARN tạo ra là bao nhiêu? Thì ở đây nếu biết K là số lần sao mã thì nhớ thầy, một phân tử ADN hay là gen đó, nếu mà sao mã một lần, thì sẽ tạo ra một phân tử, ARN. Và bây giờ nếu thầy có A phân tử ADN, hay là gen đó, mà sao mã K lần, hay là K đợt đó, thì lúc này sẽ tạo ra được A nhân K phân tử ARN. Như vậy nếu biết số phân tử ADN hay gen ban đầu, biết số lần sao mã thì mình sẽ xác định được số phân tử ARN bằng cách lấy số ADN nhân cho K. Đó là dạng câu hỏi thứ nhất. Bây giờ câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ hai là xác định số ribonu từng loại. Xác định số ribonu từng loại của phân tử ARN. Số ribonu từng loại phân tử ARN. Thì ở đây thầy có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu biết số nu trên mặt góc của gen, nếu biết số nu mặt góc thì mình dễ dàng suy ra được số ribonu từng loại của phân tử ARN cụ thể như sau. Giả sử như chỗ này thầy có đây là gen của chúng ta, gen thì có hai mặt đơn, mặt số 1, mặt số 2. Giả sử mặt số 2 là mặt góc, nó có chiều từ 3 phẩy tới 5 phẩy. Nhớ nha, mặt này là mặt góc nha. Đấy. Thì tất nhiên ARN chúng ta được tổng hợp từ mặt góc của gen. Đấy. Chỗ này mà là A thì chỗ này sẽ là U.
chỗ này T thì sẽ là A. Tương tự G, X, X, G. Đấy. Như vậy thầy suy ra được cái hệ quả như sau. Ribonu loại A sẽ bằng T của mặt góc, T của G là T mặt góc. Ribonu loại U sẽ bằng A của mặt góc. Ribonu loại G sẽ bằng X của mặt góc. Và ribonu loại X sẽ bằng G của mặt góc. Đây là cách xác định số ribonu từng loại nếu biết số nu trên mặt góc của Z. Trường hợp thứ hai, nếu đề bài cho biết số nu của Z, đề bài cho biết số nu của Z, thì nếu cho biết số nu của Z thì mình áp dụng công thức sau. Giả sử chỗ này là A thì bên mặt bổ sung chỗ này sẽ là T, A, X, G. Ở hôm trước chúng ta đã học công thức này rồi nè. Ta có A của gen thì luôn bằng T của gen và luôn bằng A1 cộng cho A2, đúng chưa? Bằng A1, giả sử mặt là mặt 1, mặt là mặt 2, A1 cộng cho A2, hoặc bằng T1 cộng cho T2. Thế thì A1 thì lại bằng A, A2 thì lại bằng U. Cho nên chỗ này A sẽ bằng T bằng A1 cộng A2. Và có thể ghi ra chỗ này cho thầy là bằng ribonu loại A cộng ribonu loại U. Đấy. Tương tự thầy có G sẽ luôn bằng X bằng G1 cộng G2, cái này học rồi. Và luôn bằng ribonu loại G cộng cho ribonu loại X. Chúng ta có thể tính tổng này theo cái số nu của gen. Nếu đề bài cho số nu của gen. Rồi từ đó có thể dựa vào thêm những dữ kiện khác để tìm ra từng loại. Đấy. Thì đây là cái dạng câu hỏi thứ hai, xác định số ribonu từng loại. Bây giờ dạng thứ ba, dạng câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 liên quan tới cái phần sao mã, là người ta sẽ hỏi là xác định, đi xác định số ribonu tự do môi trường cung cấp cho quá trình sao mã. Thế thì các em nhớ mà, để hình thành nên được cái ARN này thì phải sử dụng các ribonu AUXG từ môi trường nội bào bổ sung với các nu trên mặt góc của gen, từ đó mới tạo ra được ARN thông tin hoặc là ARN. Thế thì bây giờ đề bài nó hỏi là số ribonu tự do cần dùng cho quá trình phiên mã là bao nhiêu qua ca đợt sao mã chẳng hạn. Thế thì ở đây đầu tiên thầy có tổng số ribonu tự do RN. Nếu trải qua ca đợt sao mã thì các em nhớ nó phải bằng, xin lỗi, ribonu tự do, tức là ribonu môi trường cung cấp đó, thì sẽ luôn bằng lấy số lần sao mã là ca, các em nhân cho số ribonu của ARN mới được tạo ra. Đó là công thức tính tổng số ribonu. Bây giờ số ribonu tự do từng loại, từng loại nè, từng loại, ta có A tự do, ribonu là A tự do. Thì em thấy A này, A của ribonu sẽ bổ sung với T của mặt góc, thì em lấy là số lần sao mã nhân cho T. Tương tự như vậy, ribonu loại U tự do ở đây sẽ lấy số lần sao mã mà nhân cho A. Vậy thì U bổ sung với A, và T hay A này là T A của mặt góc. Đấy. Tương tự như vậy thầy có ribonu loại G tự do sẽ bằng X bằng K nhân X của mặt góc. Ribonu loại X tự do sẽ bằng K nhân cho G của mặt góc. Yeah. Như vậy, nếu đề bài hỏi tổng số ribonu tự do thì lấy số lần sao mã nhân cho tổng số ribonu của ARN mới tổng hợp. Còn nếu đề bài hỏi số ribonu tự do từng loại thì các em tính như công thức thầy mới đưa. A tự do sẽ bằng K nhân T của mặt góc.
Ribonu là u tự do bằng k nhân a góc, vân vân. Đây là câu hỏi theo. Rồi, ở đây thầy cho chúng ta cái lưu ý này. Lưu ý đó là đi xác định. Xác định mặt góc của z. Việc xác định mặt góc của z rất có ý nghĩa. Nếu chúng ta biết mặt nào mặt góc thì chúng ta dễ dàng mới tính được là các Ribonu trên A về thông tin. Cụ thể là như thế này nè. Ở đây giả sử thầy cho cái z của chúng ta. Mặt này mặt số 1. Mặt này mặt số 2. Trên mặt số 1 có A1. Bên này có T2. Bên này có T1. Bên này có A2. Chẳng hạn vậy. Bây giờ dữ kiện đề bài nó cho mình một loại Ribonu. Giả sử như Ribonu loại U tự do. Ribonu tự do. Đấy. Người ta cho Ribonu tự do, nhưng bây giờ mình không biết mặt nào là mặt góc thì mình làm như sau. Các em lấy cái Ribonu loại U tự do này, các em biết là U thì bổ sung cho A, đúng chưa? Cho nên hoặc là U bổ sung cho A1 hoặc U bổ sung cho A2 thì chúng ta đều chưa biết. Cho nên bây giờ các em lấy cái thường số này, lấy cái Ribonu loại U tự do. Rồi các em đi chia cho A1. Rồi các em lấy cái Ribonu loại U tự do. Các em chia cho A2. Tất nhiên cái thương số giữa Ribonu tự do mà chia cho nu của một mặt thì cái đó chính là K. K tức là cái số lệch sao mà. Thì cái này sẽ ra một con số K. K này dễ K1, chỗ này ra K2. Đấy. Thì làm sao để nhận biết mặt nào mặt góc? Nếu ra cái K này, K nào mà thuộc tập hợp các số nguyên dương đó, thì mình khẳng định ngay cái mặt đó sẽ là mặt góc. Giả sử K1 ra con số như 1, 2, 3, 4, 5, đúng không? K2 thì ra có thể có con số 1, 2, 4, 3. Đấy. Thì như vậy là mặt 2 không thể là mặt góc rồi. Thì điều kiện ra, K này phải thuộc Z cộng, thì mình kết luận mặt đó là mặt góc. Câu hỏi thứ tư là người ta hỏi về xác định số phân tử ARN trưởng thành. ARN trưởng thành thì cái này lúc nãy ở trong cái nội dung bài học hôm trước, ở trong cái nội dung bài học đó, thầy có nói về cái ARN trưởng thành. Ở đây thầy tóm tắt lại chút xíu. Ở sinh vật nhân thực, các em nhớ nè, ARN mới được tạo ra đây, người ta gọi là ARN sơ khai. Sơ khai. Vì sao gọi là sơ khai? Bởi vì có những đoạn E xong xen kẽ với những đoạn in trong E, vân vân. Đấy, những đoạn E xen kẽ các đoạn Y. Đấy, những đoạn Y này người ta gọi là những đoạn in trong, đó là những đoạn không mã hóa. Thì những cái ARN mới được tạo ra từ quá trình phiên mã có cấu trúc như thế này, người ta gọi là ARN sơ khai. Sau đó các cái đoạn Y này sẽ được cắt bỏ đi. Các đoạn Y này sẽ được cắt bỏ. Rồi các đoạn E sẽ được nối lại với nhau. Lúc này tạo ra đây, E. E xong, E xong. Đấy. Và khi mà từ ARN sơ khai cắt bỏ in trong tạo ra ARN chỉ chứa các đoạn E xong không thôi, thì cái này người ta gọi là ARN trưởng thành. ARN trưởng thành. Đấy. Trưởng thành tức là nó sẽ đi ra khỏi nhân và có thể thực hiện làm khuôn để thực hiện cái quá trình giải mã tổng hợp protein. Thế thì bây giờ có một cái dạng bài tập, đó là xác định số phân tử ARN trưởng thành. Thì các em lưu ý, muốn xác định được số phân tử ARN trưởng thành đó, thì nó phụ thuộc vào cái cách sắp xếp của các cái E song này. Bình thường thì ghi chữ E như thế này thôi, nhưng mà cái thời đoạn E song này nó khác cái đoạn E song này, khác cái đoạn này, khác đoạn này và khác đoạn này. Thế thì các E song sẽ sắp xếp với nhau tùy theo cách sắp xếp của các E song mà có thể tạo ra các cái
phân tử ARN trưởng thành khác nhau. Giả sử đấy sắp xếp theo trật tự là 1, 2, 3, 4, 5. Giả sử theo trật tự như vậy, hay là 6, 7. Nhưng cũng có thể sắp xếp theo trật tự khác là E1, E3, rồi thì E4, E2, vân vân. Đấy. Như vậy tùy vào cách sắp xếp của các đoạn E xong thì mình sẽ có các phân tử ARN trưởng thành khác nhau. Thế thì làm sao để xác định được số phân tử ARN trưởng thành? Cái làm như sau. Ở đây thầy gọi A là số đoạn E xong. A là số đoạn E xong. Thì nếu biết số đoạn E xong rồi thì các em suy ra số phân tử ARN trưởng thành. Các em lấy số đoạn E xong này, các em trừ cho đoạn E xong mở đầu và đoạn E xong chứa mã kết thúc đi. Tức là lấy A trừ cho 2. Và sau đó giai thừa lần thì cái này là cách tính số phân tử ARN trưởng thành từ cái số đoạn E xong mà chúng ta đã biết. Như vậy bằng A trừ I tất cả giai thừa. Thầy sẽ cho ngay bài tập vận dụng để áp dụng công thức này ngay. Thì bây giờ thầy sẽ cho một số ví dụ như sau. Các ví dụ. Ví dụ 1. Ví dụ 1 có nội dung như sau. Một gen phân mảnh có 7 đoạn intron. Gen này thực hiện quá trình phiên mã để tổng hợp các phân tử ARN trưởng thành. Xác định số phân tử ARN trưởng thành được tạo ra từ gen nói trên. Biết có một exon mang mã mở đầu và một exon mang mã kết thúc. Để tóm tắt lại cái bài này như sau. Gen. Gen này là gen phân mảnh có 7 đoạn intron. Gen này có 7 đoạn intron. Rồi thì gen này lại thực hiện quá trình phiên mã để tổng hợp nên các phân tử ARN trưởng thành. Như vậy nếu gen này mà có 7 đoạn intron thì ARN sơ khai tạo ra cũng có 7 đoạn intron. Và các em thấy là đoạn intron bao giờ cũng ít hơn exon một đoạn. Đây nè, 1, 2, 3, 4, 4 intron thì bao giờ cũng có 5 exon. Hay là 5 intron thì có 6 exon. Và đây 7 intron thì mình suy ra chỗ này là có 8 exon. Có 8 đoạn exon. Như vậy xác định được số đoạn exon rồi, bây giờ muốn tính số phân tử ARN trưởng thành thì các em lấy lấy cái số đoạn exon tức là 8 trừ 2 tất cả giai thừa tức là bằng 6 giai thừa, tức là 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 đó, thì chỗ này sẽ được là 120 phân tử ARN trưởng thành. Cái bài rất đơn giản nhưng mà nếu mà chúng ta không nắm được cái này thì sẽ rất là khó. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai để mà vận dụng cái phần công thức sao mã thầy mới cho có nội dung như sau. Ở sinh vật nhân sơ, xét một gen dài 4080 angstrom. Gen này có 560 nucleotide loại A. Trên mặt đơn thứ nhất của gen có 260A và 380G. Gen phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp 600 uracil tự do. Câu A tính số lượng từng loại nu trên gen. Và câu B là tính số lượng ribonu từng loại trên phân tử ARN. Rồi, thầy tóm tắt lại bài này như sau. Ở đây người ta cho sinh vật nhân sơ có gen. Gen này có chiều dài là 4080 angstrom. Chiều dài 4080 angstrom thì mình dễ dàng mình suy ra được ngay lập tức là cái N của gen là bằng 2400 nu. Như vậy có số nu của gen rồi. Người ta lại cho tiếp gen này có 560 adenine. Như vậy ở đây người ta cho A bằng 560. Con số này là bằng T.
Như vậy có tổng số nu, có nu loại A thì mình suy ra được G. G sẽ bằng 2400 chia 2 trừ cho 5560. Làm phép toán này ra, bấm máy tính rồi thì các em ra được con số là 640. Và tất nhiên cái này sẽ bằng x. Như vậy rất nhanh chóng chúng ta tìm được ATGX của cái gen này. Đấy. Đề bài cho tiếp, mạch đơn thứ nhất của gen có 260A và 380G. Và câu A là yêu cầu là tính số lượng từng loại nu của gen. À, câu A số lượng từng loại nu của gen là xong rồi. Đây là câu A. Bây giờ câu B. Tính số lượng ribonu từng loại trên ARN thông tin. Thì các em phải nhớ, muốn tính được số lượng ribonu từng loại, tức là AUGX trên ARN, thì có hai cách. Một là mình phải xác định được số nu từng loại trên mặt gốc của gen. Như vậy muốn xác định được số nu từng loại trên mặt gốc của gen thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải xác định cái mặt nào là mặt gốc, rồi phải xác định coi trên mặt gốc đó có bao nhiêu nu từng loại. Đấy. Bây giờ bài này chúng ta làm thế nào đây? Thì đầu tiên đề bài cho các cái dữ kiện này, mặt thứ nhất tức là mặt 1 đó, thì có A1 bằng 260. Nếu A1 bằng 260 thì em suy ra ngay chỗ này cũng bằng T2. Cái thứ hai người ta cho G1 bằng 380. Cái này bằng x2. Đấy. Có A1, có A thì mình suy ra được A2. A2 chỗ này lấy 560 trừ cho 260 thì chỗ này sẽ được 300. Và suy ra chỗ này là T2, T1 luôn. Đấy. Suy ra như thế. Chỗ này G1 là 380, muốn tìm G2. Muốn tìm G2 thì lấy 640 trừ cho 380 thì mình được là 260. Và con số này sẽ bằng 1. Yeah, 1. Như vậy, từ những tính toán này thầy suy ra được A1, A2, T1, T2, X1, T2, G1, G2, tức là số nu từng loại trên hai mặt đơn của gen thầy đã tìm được hết xong. Bây giờ điều quan trọng là phải đi tìm được mặt gốc của gen là mặt nào, mặt 1 hay mặt 2. Thế thì giống như cái phần hướng dẫn hồi nãy thầy nói rồi, muốn tìm mặt gốc của gen thì bây giờ mình dựa vào cái số ribonu tự do. Ở đây người ta cho mình đề bài nó cho mình là 600 ribonu loại u tự do. Đó, 600 ribonu loại u tự do. Thế thì các em nhớ là u tự do môi trường sẽ bổ sung hoặc là với A1 hoặc là sẽ bổ sung với A2, cho nên mình lập cái thương số giữa ribonu loại u này với hai cái loại A trên hai mặt đơn. Như vậy đây ta có này, ribonu loại u tự do chia cho A1, chỗ này sẽ là 600 chia 260. Cái này ra là con số lẻ rồi, đúng không? Cái này nó lẻ rồi. Đó, lẻ. Mà lẻ là không thuộc nguyên nhiên là loại. Thứ hai, lập tiếp cái tỷ lệ ribonu loại u tự do trên A2, cái này là 600, A2 chỗ này là 300, con số này bằng 2, thỏa mãn, đúng chưa? Như vậy từ đây mình kết luận ngay, kết luận ngay thế này thầy. Vậy, mặt số 2 là mặt gốc, mặt 2 của gen là mặt gốc. Rồi. Như vậy khi xác định được mặt gốc là mặt 2 thì chúng ta làm bước tiếp theo như sau. Mình vẽ ra cho mình dễ thấy. Đây là mặt số 2, mặt số 1. Mặt số 2 có trình tự các loại nu là A2, T2, G2 và X2. Thì các em nhớ A2 có số nu đến đây này, A2 là 300. T2 chỗ này 260. G2 260 và X2 chỗ này 380. Theo nguyên tắc bổ sung, số nu từng loại trên mặt mã gốc của gen thì bằng số ribonu trên phần tử ARN thông tin do gen đó tổng hợp, tức là A2 sẽ bằng ribonu loại U, ribonu A, ribonu loại X và ribonu loại G. Như vậy số lượng ribonu từng loại trên ARN do gen tổng hợp là lớn như sau.
U bằng 300, A bằng 260, X bằng 260 và G bằng 380. Đấy, rất đơn giản thôi. Như vậy thầy mới cho chúng ta hai cái ví dụ để vận dụng một số công thức mà thầy đã hướng dẫn trong cái buổi ngày hôm nay, đó là phương pháp giải bài tập sao mã. Tất nhiên sẽ còn nhiều cái bài tập khó hơn, phức tạp hơn để áp dụng vào đề thi. Thầy sẽ để dành trong các cái phần đề thi và hướng dẫn giải đề thi trong các bài sau. Buổi hôm nay kết thúc tại đây. Chúc tất cả các em học tốt. Chào tất cả các em. Hôm trước thầy đã hướng dẫn chúng ta một số bài học liên quan tới cái cơ chế di truyền. Ví dụ như là quá trình tự sao của ADN, rồi quá trình sao mã tổng hợp ARN. Buổi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một cơ chế di truyền tiếp theo, đó là quá trình tổng hợp nên protein. Thì quá trình tổng hợp protein, một số tài liệu người ta gọi theo cái tên là quá trình giải mã hay là quá trình dịch mã. Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu coi quá trình tổng hợp protein diễn ra như thế nào, diễn ra ở đâu và có ý nghĩa gì trong cái quá trình di truyền ở cấp phân tử. Chúng ta đi cho thầy một nhỏ khái niệm. Khái niệm. Thì nhớ cho thầy, quá trình tổng hợp protein là quá trình truyền thông tin di truyền từ ARN thông tin sang trình tự sắp xếp của các axit amin trong chuỗi polypeptide. Ghi nhận chỗ này là quá trình truyền thông tin thông tin này là thông tin di truyền. Quá trình truyền thông tin di truyền từ ARN thông tin sang trình tự sắp xếp của các axit amin thì viết tắt axit amin viết tắt trong chuỗi polypeptide trong chuỗi polypeptide hay là chuỗi protein. Đấy. Thì nhắc lại, quá trình tổng hợp protein là quá trình truyền thông tin di truyền từ ARN thông tin sang trình tự sắp xếp của các axit amin trong chuỗi polypeptide. Rồi, nội dung thứ hai. Vậy thì quá trình tổng hợp protein xảy ra đâu? Nơi xảy ra. Hôm trước chúng ta đã học rồi, quá trình từ sao, quá trình sao mã thì xảy ra trong nhân tế bào. Còn quá trình tổng hợp protein nó xảy ra ở tế bào chất. Vậy thì tế bào chất cụ thể là chỗ nào thì thầy giới thiệu luôn. Cụ thể là xảy ra ở lưới nội chất. Mà lưới nội chất thì có hai loại. Quá trình này xảy ra ở lưới nội chất hạt. Hạt này là hạt ribosome, các em học sinh học tế bào lớp 10 biết rồi. Đấy. Cái nội dung tiếp theo là nội dung thứ ba. Bây giờ chúng ta coi có những thành phần nào sẽ tham gia vào quá trình tổng hợp protein. Thành phần tham gia. Tham gia. Có những thành phần cơ bản sau tham gia vào quá trình tổng hợp protein. Thứ nhất đó là mRNA. Không thể thiếu ARN thông tin được. Bởi vì ARN thông tin nó có chứa các cái bộ ba mã hóa hay còn gọi là chứa các cái cô đồng. Thành phần thứ hai đó là các cái ARN vận chuyển, tRNA.
DNA ARN vận chuyển thì nó có chứa cái gì? Hôm trước học về cấu tạo ARN vận chuyển thì đã vẽ hình chúng ta rồi. Như thế này, vẽ lại chút xíu. Đấy, đây là cấu tạo của một cái thằng ARN vận chuyển. Đầu này là đầu 3 phẩy là nơi gắn cái axit amin này. Nơi gắn hay là axit amin. Còn ở cái đầu này, chỗ này nha, đó là chứa bộ ba đuôi mã hay là anti cô độc chỗ này. Thầy không nói nhiều về cấu tạo của thằng ARN vận chuyển nữa. Thì để hướng dẫn nhanh cái quá trình tổng hợp protein, thì trong quá trình vẽ hình đó, thầy có thể mô phỏng cái thằng ARN vận chuyển ở cái dạng như thế này. Lát nữa các em quan sát hình vẽ sẽ thấy. Nhớ nha. Chỗ này là anticodon, tức là chứa bộ ba đuôi mã. Còn cái đầu này sẽ gắn acid amin. Đấy. Nhớ lát thầy vẽ hình thì thầy mô phỏng ARN vận chuyển ở cái dạng này để cho quá trình vẽ hình diễn ra được nhanh hơn. Đó là thành phần thứ hai. Thành phần thứ ba đó là hệ enzyme. Hệ enzyme. Bất kỳ cái quá trình sinh hóa nào xảy ra trong tế bào đều có sự tham gia của các enzyme. Một cái thành phần tiếp theo không thể thiếu đó là ribosome. Ribosome. Các em nhớ đó, ribosome thì nó có cấu tạo như thế này. Nó có hai tiểu phần. Gồm hai tiểu phần. Hai tiểu phần này có tên là tiểu phần lớn và tiểu phần bé. Tiểu phần lớn và tiểu phần bé. Nó có hình dạng như sau. Đây là tiểu phần bé và dưới này là tiểu phần lớn. Đây, hai tiểu phần như vậy. Thì đó là ribosome. Và cái quá trình tổng hợp protein khi xảy ra thì hai tiểu phần này sẽ khớp lại với nhau để tạo nên cái phân tử ribosome hoạt động. Rồi, một cái thành phần nữa không thể thiếu trong quá trình tổng hợp protein đó là năng lượng. Và cái năng lượng cho mọi cái hoạt động sống của tế bào, mọi cơ chế đó là năng lượng ở dạng ATP. ATP. Như vậy thầy mới giới thiệu xong các cái thành phần sẵn sàng cho quá trình tổng hợp protein. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của quá trình tổng hợp protein. Bốn nhỏ. Tổng hợp protein. Thế thì quá trình tổng hợp protein thì chia làm hai giai đoạn. Gồm hai giai đoạn. Hai giai đoạn ở đây, giai đoạn thứ nhất thì gọi là giai đoạn hoạt hóa axit amin. Hoạt hóa axit amin. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tổng hợp. Tổng hợp chuỗi polypeptide. Có hai cái giai đoạn như thế. Và trong cái giai đoạn tổng hợp chuỗi polypeptide thì nghe lại thầy là chia nó thành ba cái bước nhỏ. Bây giờ thầy sẽ đi cụ thể vào hai cái giai đoạn này. Dẫu sao đầu tiên, giai đoạn 1. Giai đoạn 1 có tên là hoạt hóa axit amin. Thế thì trong cái nội dung của giai đoạn 1 đó, thầy chỉ cho mình một cái kiến thức cần phải nhớ để sau này mình đánh đặc nghiệm thôi. Đó là ở cái giai đoạn hoạt hóa axit amin này thì các em nhớ là các axit amin ở trạng thái bất hoạt sẽ kết hợp với enzyme, kết hợp với ATP đó, và đặc biệt kết hợp với cái thằng tRNA, ARN vận chuyển đó, để tạo nên cái phức hợp có tên là axit amin tRNA. Đấy. Và quá trình này muốn xảy ra, muốn tạo ra được cái phức hợp này. Cái này người ta gọi là cái phức hợp.
Thì như thầy đã nói phải có sự tham gia của hệ enzyme và sự tham gia của năng lượng cái dạng ATP để tạo ra cái phức hợp này. Thế thì phức hợp này nó có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa trong quá trình tổng hợp protein, ví dụ như sau. Giả sử như axit amin mở đầu với sự tham gia của enzyme ATP thì nó sẽ được gắn với TARN. Lúc này đây nó sẽ tạo ra cái phức hợp axit amin mở đầu TARN. Đấy. Và có thể được mô phỏng bằng hình vẽ như sau. Đấy, chỗ này sẽ gắn cái axit amin mở đầu. Và TARN này sẽ có cái anticodon, tức là bộ ba đối mã chỗ này. Đấy. Làm sao? Nó phải khớp với cái bộ ba trên ARN thông tin là AUG. Đúng chưa? Rồi. Hoặc là ví dụ như axit amin valin. Axit amin valin. Với sự tham gia của ATP và enzyme thì tạo ra cái phức hợp axit amin valin TARN. Đấy, cũng là hình vẽ này, mình thay cái axit amin mở đầu bằng cái axit amin valin ở đây. Được chưa? Và các phức hợp này sẽ di chuyển tới ribosome để tham gia vào quá trình tổng hợp protein. Đấy. Kết thúc giai đoạn hoạt hóa. Như vậy thì nhắc lại, kết thúc giai đoạn hoạt hóa thì nó tạo ra phức hợp axit amin TARN. Đấy, như thầy đã trình bày. Bây giờ qua cái giai đoạn thứ hai của quá trình tổng hợp protein, nếu sao thứ hai. Giai đoạn 2. Giai đoạn 2 có tên là tổng hợp chuỗi polypeptide. Tổng hợp chuỗi polypeptide. Thì ở cái giai đoạn tổng hợp chuỗi polypeptide thì lại chia nó thành 3 bước nhỏ, gồm 3 bước. Gồm 3 bước. Bước thứ nhất gọi là bước mở đầu. Bước thứ hai thì gọi là bước kéo dài. Và bước thứ ba thì gọi là bước kết thúc. Thế bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu coi ứng với mỗi bước thì cái nội dung của quá trình tổng hợp protein diễn ra như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát hình vẽ sau. Bây giờ giả sử thầy có một đoạn ARN thông tin với trình tự các ribonucleic như sau: AUG, GUU, AAA, UUC, UGA. Và như các em đã biết thì trên ARN thông tin thì có trình tự các ribonucleic, đúng chưa? Cứ 3 ribonucleic thì mã hóa cho một cái loại axit amin. Học trong bài mã di truyền mình biết rồi. Ví dụ như AUG thì mã hóa cho axit amin mở đầu. GUU, bộ ba này sẽ mã hóa axit amin có tên là valin. AAA thì mã hóa cho axit amin có tên là lysine. UUC thì mã hóa cho axit amin có tên là phenylalanine. Và UGA là một trong số 3 bộ ba mang tín hiệu kết thúc quá trình tổng hợp protein. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu coi quá trình này diễn ra như thế nào đây. Thì nhớ cho thầy, ở cái giai đoạn mở đầu, bước đầu tiên của giai đoạn mở đầu đó, thì muốn xảy ra quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide, lúc này tiểu phần bé của ribosome, tiểu phần bé của ribosome sẽ tới, tiểu phần bé là phần màu đỏ đó, phần bé đó sẽ tới tiếp xúc với ARN thông tin tại vị trí đặc hiệu. Nhớ cho thầy, vị trí đặc hiệu của ARN thông tin là cái vị trí có chứa mã mở đầu AUG. Để nhắc lại nè. Đầu tiên, tiểu phần bé của ribosome sẽ tới tiếp xúc với ARN thông tin tại vị trí đặc hiệu có chứa bộ ba mở đầu. Rồi. Tiếp theo lúc này thì phức hợp axit amin mở đầu TARN sẽ tới khớp với bộ ba mã mở đầu. Đây. Tới nó khớp. Đây là cái thằng phức hợp axit amin mở đầu TARN. Chỗ này nó mang axit amin mở đầu. Axit amin mở đầu. Đấy.
Và tất nhiên cái anticodon trên này phải là chỗ này A thì đối mạo của nó sẽ là U A X. Đấy. Như vậy phức hợp đầu tiên acid amin mở đầu TARN sẽ tới khớp với bộ ba mã mở đầu trên phân tử ARN thông tin. Tiếp sau đó tiểu phần lớn của ribosome sẽ kết hợp với tiểu phần bé hình thành nên phân tử ribosome hoàn chỉnh. Đó là bước đầu tiên. Tiếp theo, thầy hướng dẫn tiếp theo lát này chúng ta sẽ ghi bài một lượt. Ở cái bước thứ hai người ta gọi là bước kéo dài. Ở bước kéo dài này thì phức hợp thứ hai. Phức hợp thứ hai có tên là acid amin valin TARN như thế này. Acid amin valin TARN. Đấy, sẽ vào khớp với bộ ba tiếp theo. Bởi vì chỗ này là GUU cho nên cái phức hợp này phải mang cái acid amin là valin. Acid amin valin. Và bởi vì trên ARN thông tin là GUU cho nên bộ ba đối mã trên cái TARN này sẽ là X A X, xin lỗi, X A A. Đấy. Và khi khi khớp với bộ ba GUU trên ARN thông tin thì bây giờ giữa hai acid amin này sẽ hình thành một cái liên kết. Đây, liên kết chỗ này em. Và nếu ai đã theo dõi cái bài giảng về cái bài protein thầy đã dạy thì giữa hai acid amin này sẽ hình thành một cái mối liên kết, và liên kết này người ta gọi là liên kết peptide, đúng chưa? Liên kết này gọi là liên kết peptide, nhớ cho thầy, liên kết peptide. Và quá trình tiếp tục xảy ra khi ribosome sẽ dịch chuyển theo chiều từ 5' tới 3', thêm một bước nữa. Bây giờ nó dịch chuyển thêm một bước nữa là dịch chuyển qua bên bộ ba tiếp theo. Bộ ba tiếp theo. Đấy. Đó, dịch chuyển thêm một bộ ba tiếp theo. Rồi thì lúc này một cái phức hợp khác là di chuyển vào ribosome. Đấy. Và bởi vì chỗ này là ba chữ A cho nên ở cái đầu phức hợp này sẽ mang theo cái acid amin có tên là lysine. Đấy. Ở trên cái ARN mình chuyển chỗ này sẽ là U. Đấy. Rồi thì acid amin lysine sẽ nối với acid amin valin bằng một cái liên kết, cũng là liên kết peptide. Đấy. Và quá trình cứ thế tiếp tục diễn ra, ribosome cứ dịch chuyển và các acid amin sẽ tiếp tục được nối vào cái chuỗi này. Đó là bước kéo dài. Được chưa? Ở cái bước thứ ba là bước kết thúc thì quá trình diễn ra như sau. Ribosome tiếp tục dịch chuyển theo chiều 5' đến 3' trên ARN thông tin. Và khi tới cái bộ 3 khi tới gặp cái bộ 3 UGA. Như thầy đã nói, UGA là một trong ba cái bộ ba kết thúc. Và nếu ribosome mà gặp cái bộ ba kết thúc này đó thì quá trình dịch mã sẽ dừng lại. Quá trình dịch mã dừng lại thì cái chuỗi polypeptide của chúng ta lúc này là cái chuỗi này. Đấy. Sẽ được giải phóng. Chuỗi này sẽ được giải phóng. Chuỗi này giải phóng và hai cái thằng tiểu phần của ribosome sẽ tách nhau ra. Được chưa? Đó là cái nội dung của giai đoạn kết thúc. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ ghi lại cái nội dung của cái giai đoạn tổng hợp chuỗi polypeptide như sau. Rồi, bước đầu tiên chúng ta ghi đó là bước 1. Bước 1 là mở đầu. Rồi như thầy đã nói, ở bước đầu tiên của cái mở đầu là tiểu phần bé. Tiểu phần bé của ribosome. Tiểu phần bé của ribosome tiếp xúc
sẽ tiếp xúc với ARN thông tin tại vị trí này người ta gọi là vị trí đặc hiệu, tại vị trí đặc hiệu. Và nhớ cho thầy, vị trí đặc hiệu thì nó có chứa bộ ba mở đầu, có chứa bộ ba mở đầu mà các em đã học ở bài trước rồi. Bộ ba mở đầu thì được cấu tạo từ ba nu là A U G, ba ribonucleic acid thông tin A U G. Một cái nội dung tiếp theo của bước mở đầu đó là phức hợp acid amin mở đầu TARN sẽ khớp với bộ ba, sẽ khớp với bộ ba. Bộ ba này là bộ ba mã mở đầu trên ARN thông tin. Đó là cái đặc điểm thứ hai của cái bước mở đầu. Thì nhắc lại, ở cái nội dung thứ hai đó là ARN vận chuyển sẽ mang acid amin mở đầu hay acid amin mở đầu TARN sẽ khớp với bộ ba mà mở đầu trên ARN thông tin. Đó là nội dung thứ hai. Nội dung thứ ba, tiểu phần lớn của ribosome, tiểu phần lớn của ribosome sẽ hợp với tiểu phần bé để tạo nên phân tử ribosome hoàn chỉnh. Đây là ba cái nội dung rất cơ bản của cái bước thứ nhất, đó là bước mở đầu mà các em cần phải nhớ như thầy. Nội dung bước thứ hai thì người ta gọi là bước kéo dài chuỗi polypeptide. Kéo dài chuỗi polypeptide. Vậy thì bước kéo dài chuỗi polypeptide xảy ra như thế nào? Lúc này thầy đã hướng dẫn ở trên cái sơ đồ rồi, đúng chưa? Thì lúc này khi mà ribosome hoàn chỉnh được hình thành thì một cái phức hợp tiếp theo phức hợp acid amin tiếp theo là sẽ sử dụng acid amin thứ nhất đi, TARN. Hay chỗ này các em có thể trình bày như thế này: ARN vận chuyển sẽ mang acid amin tiếp theo đến ribosome, đúng chưa? Đến ribosome hay là vào ribosome cũng được, đến ribosome và khớp với bộ ba tiếp theo, khớp với bộ ba tiếp theo trên ARN thông tin. Đấy, như lúc nãy trên sơ đồ thì phức hợp acid amin valine TARN sẽ đến ribosome và khớp với cái bộ ba ở đây, bộ ba GUU trên ARN thông tin, nha. Đấy. Và lúc này tiếp theo là gì? Sẽ hình thành cái mối liên kết peptide giữa acid amin mở đầu và acid amin tiếp theo, đúng chưa? Nội dung thứ hai của bước 2 đó là hình thành, lúc này sẽ hình thành liên kết peptide, hình thành mối liên kết peptide giữa acid amin mở đầu và acid amin
thứ nhất, chỗ này thầy ký hiệu là axit amin thứ nhất. Đó là bước thứ hai. Nội dung bước thứ hai, nội dung nữa đó là ribosome tiếp tục dịch chuyển, tiếp tục dịch chuyển ribosome tiếp tục dịch chuyển một bước, dịch chuyển một bước. Một bước ở đây là bằng 1/3, dịch chuyển một bước tức là bằng 1/3. Đó, 1/3. Ribosome sẽ tiếp tục dịch chuyển thêm một bước nữa. Đó, cứ di chuyển thêm một bước như vậy. Và các cái phức hợp, các phức hợp axit amin PARN sẽ tiếp xúc lần lượt với các bộ ba tiếp theo, trên ARN không thông tin. Đấy, đó là ba cái nội dung của cái bước thứ hai, kéo dài chuỗi polypeptide. Bây giờ chúng ta qua bước thứ ba, đó là bước kết thúc. Bước ba gọi là bước kết thúc. Như vậy thầy nhắc lại, các ribosome cứ tiếp tục dịch chuyển theo một bước, đúng chưa? Mỗi lần dịch chuyển là thêm 1/3 tức là một bước đó. Và dịch chuyển khi nào tới gặp cái bộ ba, một trong ba bộ ba, ví dụ như UGA chẳng hạn, thì quá trình dịch mã sẽ kết thúc tại đây. Em ví dụ ribosome dịch chuyển trên ARN thông tin đến khi gặp một trong ba bộ ba, hoặc là UAA hoặc là UAG hoặc UGA, thì lúc này quá trình tổng hợp protein hay còn gọi là quá trình dịch mã, sẽ dừng lại. Quá trình dịch mã sẽ dừng lại, được chưa? Rồi. Và khi quá trình dịch mã dừng lại thì hai tiểu phần của ribosome, sẽ tách nhau ra và nó sẽ tham gia vào quá trình các cái quá trình tổng hợp protein khác. Đấy. Chuỗi polypeptide, được giải phóng. Chuỗi polypeptide được giải phóng. Và khi cái chuỗi polypeptide này được giải phóng, muốn hình thành nên protein mà thực hiện được chức năng sinh học thì nó phải cắt bỏ cái axit amin mở đầu đi. Cho nên chỗ này nói thêm với thầy, để hình thành protein, để hình thành nên chuỗi protein, thực hiện được chức năng sinh học, thì chuỗi polypeptide phải cắt bỏ axit amin mở đầu. Yeah. Như vậy polypeptide thì nó phải khác với protein, đúng chưa?
polypeptide thì còn axit amin mở đầu, còn protein thì không còn axit amin mở đầu nữa. Các em lưu ý thành cái này. Thì đây là nội dung của bước thứ ba, bước kết thúc quá trình tổng hợp protein. Bây giờ thầy cho các em một cái số cái lưu ý như sau. Rồi, một số lưu ý. Lưu ý. Thì các em lưu ý cho thầy quá trình tổng hợp protein. Đầu tiên, quá trình tổng hợp protein. Quá trình tổng hợp protein thì có nhiều ribosome cùng trượt trên ARN thông tin. Và nếu như có nhiều ribosome cùng trượt trên ARN thông tin thì cái này người ta gọi là polyribosome. Và các em thấy là cứ một ribosome trượt trên một phân tử ARN thông tin thì sẽ tạo ra một chuỗi polypeptide. Như vậy nhiều ribosome trượt trên ARN thông tin sẽ nhiều tạo ra nhiều cái gì? Nhiều chuỗi polypeptide. Như vậy từ đây sẽ tăng cái hiệu quả hay là tăng cái hiệu suất. Tăng hiệu suất tổng hợp protein. Tăng hiệu suất tổng hợp protein. Đấy. Đó là lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai. Lưu ý thứ hai là ARN thông tin làm khuôn để tổng hợp protein. Em thấy là ARN thông tin đó làm khuôn tổng hợp protein. Sau một lần, sau hai lần, sau vài lần thì nó sẽ tự hủy. Sau một số lần sẽ tự hủy. Còn đối với ribosome đó, nó sẽ tham gia vào nhiều đợt tổng hợp protein khác nữa. Chứ không có tự hủy, nó sẽ tách ra và khớp lại thôi. Đấy, lưu ý như vậy. Và cái nội dung cuối cùng thầy muốn đưa chúng ta trong bên bài ngày hôm nay, đó là cái mối quan hệ giữa ADN, ARN thông tin và protein. Và cái mối quan hệ này thì được thể hiện thông qua cái sơ đồ học thuyết tế bào ADN, ARN thông tin và protein. Rồi protein nó sẽ biểu hiện ra tình trạng. Đấy. Như vậy thông qua sơ đồ học thuyết tế bào trung tâm này, các em thấy rằng thông tin di truyền chứa trong ADN và được truyền qua ARN thông tin qua quá trình sao mã. Rồi từ ARN thông tin sẽ truyền qua protein thông qua quá trình giải mã. Thông tin này sẽ được chứa trong trình tự sắp xếp của các axit amin trong polypeptide hay là trong gì? Trong protein. Đấy. Như vậy bài học hôm nay kết thúc tại đây. Hy vọng sẽ gặp lại các em trong những bài học sau, cụ thể là phương pháp giải bài tập quá trình tổng hợp protein. Chúc tất cả các em học tốt. Chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một nội dung tiếp theo của chuyên đề 1 di truyền ở cấp độ phân tử. Bài hôm trước thầy đã hướng dẫn chúng ta về cái cơ chế giải mã hay là còn gọi là cơ chế tổng hợp protein hoặc còn có tên là cơ chế dịch mã. Thế thì buổi hôm nay theo thông lệ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một số công thức và bài tập liên quan tới cái nội dung này. Liên quan tới phương pháp giải bài tập về cơ chế giải mã và dịch mã thì đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về cái mối quan hệ giữa ADN gen và protein trước. Đầu tiên các em tìm hiểu thầy về cái mối quan hệ. Giữa gen hay ADN cũng được, ARN thông tin và protein.
cái mối quan hệ này nó được thể hiện như thế nào trong các cái dạng công thức của bài tập. Thì chúng ta nhìn đây, ở đây thầy có gen. Giả sử thầy có một đoạn gen như thế này, trình tự các cái nu trên hai mặt đơn của gen như sau. T A X G A T X G rồi thì A tiếp tục T rồi A rồi thì T giả sử thầy có một đoạn gen với trình tự các nu trên cái mặt đơn này nó như thế. Dạ. Rồi. Nếu trên cái mặt đơn này mà trình tự như thế này thì mặt bên kia nó sẽ là A T G T A G T T A là G. Thế thì thầy giả sử như một trong hai mặt này sẽ có một mặt là mặt góc, giả sử mặt góc là mặt này thì các em biết rồi, mặt góc thì nó có chiều là từ 3 phẩy, đúng chưa, 3 phẩy cho tới 5 phẩy. Còn mặt bổ sung của chúng ta thì có chiều từ 5 phẩy cho tới 3 phẩy. Đấy. Và chính mặt góc này sẽ làm khuôn để thực hiện một cái quá trình mà chúng ta đã học, người ta gọi là quá trình gì, phiên mã hay gọi là sao mã, rồi phiên mã sau, phiên mã thì tổng hợp trên phân tử ARN thông tin. ARN thông tin có trình tự các ribonucleic như sau. Rồi. Nếu mặt này là mặt gốc thì nó sẽ phiên ra phân tử ARN thông tin. Đây là T thì chỗ này bổ sung với nó sẽ là A. A thì sẽ là U. X sẽ là G. G sẽ là X. A sẽ là U. U sẽ là A. G. X. Và chỗ này sẽ là U. U. A. Yeah. Đây là trình tự các ribonu trên phân tử ARN thông tin được phiên mã từ Z, mặt góc của Z. Thì đặt tên cho quá trình này là phiên mã hay là sao mã cũng được. Em học cơ chế này rồi. Tiếp tục, ARN thông tin này sẽ làm khuôn tham gia vào quá trình giải mã, hay còn gọi là quá trình dịch mã đó, để tổng hợp lên protein. Thế thì để tổng hợp lên phân tử protein hay là chuỗi polypeptide thì các em nhớ về cái bộ mã di truyền. Cứ 3 ribonu trên ARN thông tin hoặc là 3 nu trên mặt mã gốc của gen sẽ quy định là mã hóa cho một loại axit amin của gen nào đó. Cụ thể như AUG trên ARN thông tin sẽ là quy định mã hóa cho bộ 3 mã mở đầu, sẽ quy định mã hóa cho axit amin mở đầu. Chỗ này thì có axit amin mở đầu. Và giả sử bộ 3 này sẽ mã hóa cho axit amin thì ký hiệu là axit amin số 1. Bộ 3 này sẽ mã hóa cho thành axit amin số 2. Và bộ 3 này là AUG, là một trong cái bộ 3 kết thúc, thì đây không mã hóa cho axit amin nào cả. Sau đó các axit amin nó liên kết với nhau bằng cái liên kết đã được hướng dẫn rồi, đó là liên kết peptide. Chỗ này là peptide. Đấy, cái này là peptide để tạo ra cái chuỗi này, và chuỗi này người ta gọi là chuỗi
Polypeptide. Và khi chuỗi polypeptide mà cắt bỏ axit amin mở đầu này đi thì người ta gọi cái chuỗi này là phân tử protein chứ không gọi là polypeptide nữa. Em lưu ý, chuỗi polypeptide này mà cắt bỏ axit amin mở đầu thì trở thành phân tử protein. Vậy thì cái quá trình này thầy hôm trước đã hướng dẫn chúng ta, quá trình này người ta hay gọi là quá trình giải mã, hay còn gọi là quá trình định mã, hay còn gọi là quá trình tổng hợp protein. Rồi. Như vậy nếu bây giờ thầy giả sử như gen ban đầu thầy cho có N nu thì mối quan hệ giữa ba cái phân tử là như thế nào đây? Thầy gọi N là số nu của gen, gen ban đầu nhé, gen là gen ban đầu. Thì thầy suy ra được số ribonu trên mRNA sẽ là N chia 2. Thầy cũng suy ra được số bộ ba mã hóa trên gen và số bộ ba mã hóa trên ARN thông tin. Số bộ ba mã hóa trên gen. Trên gen thì các em lấy N chia cho 2 và chia đi cho 3. Tiếp. Thầy cũng suy ra được số axit amin có trong chuỗi poly peptide. Số axit amin có trong chuỗi polypeptide, các em thấy cứ 3 ribonu hay là 3 nu trên mặt gốc của gen sẽ mã hóa cho một axit amin. Thì số axit amin trong chuỗi polypeptide sẽ được tính như sau. Lấy số bộ 3 tức là N chia 2 chia 3 đó. Các em trừ cho bộ 3 kết thúc, bộ 3 này không mã hóa axit amin thì phải trừ cái bộ 3 này ra, tức là trừ cho 1 thì sẽ ra được số axit amin có trong chuỗi polypeptide. Đấy. Và nếu bây giờ muốn tính được cái số axit amin có trong phân tử protein, hay là protein hoàn chỉnh đó, thì như thầy nói mình phải bỏ axit amin mở đầu đi. Tức là ngoài cái việc mà bỏ cái axit amin mà được tạo hóa bởi cái bộ ba kết thúc thì phải bỏ thêm axit amin mở đầu, tức là lấy số bộ 3 N chia 2 chia 3 trừ cho một thằng kết thúc trừ cho một thằng mở đầu, tức là trừ cho 2. Thì đây là cái cơ bản nhất về cái mối quan hệ giữa gen, ARN thông tin và chuỗi polypeptide. Và từ cái mối quan hệ này thì sẽ đưa ra cho chúng ta một số công thức liên quan tới cái cơ chế giải mã như sau. Một nhỏ là cái dạng toán đi xác định số liên kết peptide hình thành. Vậy thì làm sao để xác định được số liên kết peptide hình thành? Các em thấy là trong quá trình mà chúng ta tổng hợp chuỗi polypeptide, các axit amin sau khi hình thành thì nối với nhau bằng liên kết peptide. Thứ hai axit amin thì nối với nhau bằng một peptide. Ba axit amin thì có hai peptide. Vậy bây giờ muốn tính được số peptide thì thầy phải tính được số axit amin có trong chuỗi polypeptide cả. Như vậy đầu tiên thầy có này, số axit amin của chuỗi polypeptide. Và đã mình biết rồi, đó là N chia 2 chia cho 3 và trừ đi cho 1. Đây chính là số axit amin có trong chuỗi polypeptide. Như vậy từ đây thì suy ra số liên kết peptide. Số liên kết peptide trong chuỗi
polypeptide. Số liên kết peptide có trong chuỗi polypeptide thì lấy số axit amin N chia 2 chia 3 trừ 1 là số axit amin có trong chuỗi polypeptide này nè. Các em trừ cho 1. Tại sao? Hai axit amin thì có một peptide, ba axit amin thì có một peptide. Từng này axit amin thì sẽ có từng này trừ cho một peptide, tức là chỗ này sẽ bằng N chia 6 trừ cho 2. N chia 6 trừ cho 2. Và nhớ cho thầy, đây là cách tính số peptide trong chuỗi polypeptide. Còn nếu như người ta hỏi số liên kết peptide, số liên kết peptide trong phân tử protein, phân tử protein thì sao? Thì các em phải tìm được số axit amin trong phân tử protein cái đã. Thì lúc này sẽ bằng số axit amin trong phân tử protein sẽ là N chia 2 chia 3 trừ cho 2, sau đó trừ thêm cho 1, tức là chỗ này sẽ là N chia 6 mà trừ cho 3. Để nhắc lại, N chia 2 chia 3 mà trừ 2 là số axit amin có trong phân tử protein. Sau đó trừ cho 1 đi thì sẽ ra được số phân số liên kết peptide trong phân tử protein đó, tức là thành N chia 6 và trừ cho 3. Đó là cái dạng đầu tiên xác định số liên kết peptide được tình hình. Dạng thứ hai đó là đi xác định số phân tử nước, xác định số phân tử nước được giải phóng Vậy bây giờ làm sao để xác định được số phân tử nước giải phóng? Các em lưu ý nè. Cứ hai axit amin thì liên kết với nhau bằng một peptide, mà khi một peptide hình thành thì sẽ có một phân tử nước được giải phóng. Hôm trước chúng ta đã học cái phần protein rồi, đúng chưa? Như vậy muốn tính được số phân tử nước giải phóng thì cũng phải dựa vào số axit amin thôi. Cứ hai axit amin nối với nhau thì giải phóng một phân tử nước. Đấy. Cho nên số phân tử nước ở đây được giải phóng được tính như sau. Đầu tiên là xác định cho thầy là cái số axit amin, số phân tử nước được tạo ra, số phân tử nước tạo ra trong quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide. Trong tổng hợp chuỗi polypeptide thì các em lấy cái số axit amin, tức là N chia cho 2 chia cho 3 trừ cho 1. Yeah. Đây chính là số axit amin có trong chuỗi polypeptide, và cứ hai axit amin thì có một peptide, tức là có một phân tử nước. Ba axit amin thì có hai peptide và có hai phần tử nước, thì chỗ này cũng trừ đi cho 1 thì sẽ bằng N chia 6 trừ cho 2 là số phân tử nước được giải phóng trong quá trình hình thành chuỗi polypeptide hay quá trình tổng hợp chuỗi polypeptide. Còn nếu như mà số phân tử nước giải phóng trong quá trình tổng hợp protein trong trường hợp tổng hợp trong quá trình tổng hợp phân tử protein hoàn chỉnh, thì các em nhớ phân tử protein hoàn chỉnh thì nó ít hơn polypeptide phổ axit amin, đó là ở cái axit amin mở đầu.
Cho nên mất một axit amin mở đầu có nghĩa là mất đi một peptide. Mất đi một peptide tức là sẽ không có một phân tử nước được giải phóng. Dạ. Cho nên chỗ này các em lấy là số axit amin có trong phân tử protein. Đúng chưa? Và các em trừ đi cho một thì các này sẽ là n chia 6 trừ cho 3. Đấy, thành sức lưu ý. Như vậy mất đi peptide thì tức là sẽ mất đi một phân tử nước để giải phóng. Đây là dạng thứ hai. Bây giờ chúng ta qua dạng thứ ba. Dạng thứ ba đó là chúng ta sẽ đi xác định số chuỗi polypeptide. Xác định số chuỗi polypeptide. Xác định số chuỗi polypeptide được tạo ra trong quá trình giải mã hay là quá trình định mã. Thì các em lưu ý cho thầy như thế này. Ở đây là chuỗi ARN thông tin mRNA. Đấy. Thì các ribosome sẽ trượt qua ARN thông tin. Mỗi lần trượt của ribosome như vậy thì sẽ giải phóng ra một cái chuỗi polypeptide. Yeah. Như vậy cái số chuỗi polypeptide được tạo thành nó phụ thuộc vào số lần trượt của ribosome và số lượng ARN thông tin làm code. Yeah. Như vậy ở đây nếu thầy gọi M là số phân tử mRN tham gia vào quá trình giải mã. Rồi R nhỏ là số ribosome. R nhỏ là số ribosome trượt qua mRN. Thì ở đây thầy sẽ dễ dàng suy ra được tổng số chuỗi polypeptide hình thành sẽ lấy số phân tử ARN thông tin tham gia dịch mã nhân với số ribosome trượt qua, tức là M nhân cho R. Hoặc nếu người ta không cho số ribosome trượt qua, người ta cho số lượt ribosome trượt qua, đấy, thì em cũng lấy số phân tử ARN thông tin nhân với số lần trượt thì ra được tổng số chuỗi polypeptide. Lưu ý, một lần trượt sẽ tạo ra một polypeptide, hai lần trượt sẽ tạo ra hai. Yeah. Cho nên cứ lấy số ribosome trượt nhân với số ARN thông tin thì ra được tổng số chuỗi polypeptide. Đó là dạng thứ ba. Qua dạng thứ tư. Dạng thứ tư là một cái câu hỏi người ta yêu cầu là đi xác định số axit amin tự do. Xác định số axit amin tự do tham gia vào quá trình giải mã. Vậy cái này chúng ta xác định sao đây? Rồi. Thì thầy cũng vẽ lại chút xíu cái cơ chế giải mã như sau. Ở đây các em có cái chuỗi mRNA. Đấy. Rồi thì ở đây thầy có là ARN vận chuyển. ARN vận chuyển này mỗi lần nó tới thì nó mang theo một cái axit amin. Các axit amin này người ta gọi là các axit amin tự do. Đúng chưa? Rồi các cái bộ ba mã hóa trên ARN thông tin sẽ khớp với cái bộ ba đối mã trên ARN vận chuyển. Đấy. Thế thì bây giờ người ta yêu cầu là đi tính cái số axit amin tự do này tham gia vào quá trình dịch mã này là bao nhiêu. Như vậy các em thấy như sao? Cứ một lần ARN vận chuyển tới thì mang theo một cái axit amin, lần hai mang axit amin thứ hai, lần ba mang axit amin thứ ba, axit amin một, rồi chỗ này là axit amin hai này, axit amin hai, axit amin ba, và các axit amin này sẽ nối lại với nhau để tạo ra cái chuỗi polypeptide.
Như vậy để xác định được số axit amin tự do, em chỉ cần xác định số axit amin có trong chuỗi polypeptide là coi như xong. Như vậy ở đây, ghi cho thầy. Số axit amin tự do thì luôn bằng số axit amin của chuỗi polypeptide mà các em mới học công thức nãy xong. Số axit amin của chuỗi polypeptide thì lấy số bộ 3 trừ cho 1. Yeah, một cái mã kết thúc. Như vậy thì nhắc lại, số axit amin tự do được tính theo công thức là N chia 2 chia 3 trừ cho 1 hay là bằng N chia 6 trừ cho 1. Đó là cái dạng tính số axit amin tự do. Một dạng nữa là dạng thứ 5. Dạng thứ 5 yêu cầu là đi xác định số ARN vận chuyển. Xác định số ARN vận chuyển tham gia vào giải mã. Như vậy các em thấy đó, cứ mỗi lượt axit amin được mang tới thì phải có một phân tử ARN vận chuyển. Như vậy muốn xác định được số ARN vận chuyển thì các em chỉ dựa vào số axit amin tự do được mang tới thôi. Mà số axit amin tự do được mang tới thì lại bằng số axit amin của chuỗi polypeptide. Cho nên ở đây rất dễ dàng suy ra tổng số phân tử ARN vận chuyển. Tổng số phân tử ARN vận chuyển tham gia vào dịch mã thì luôn bằng số axit amin tự do. Mà axit amin tự do mới tính xong chính là N chia cho 2 rồi chia cho 3 và trừ đi cho 1 là xong. Như vậy, muốn tính số ARN vận chuyển tham gia vào quá trình giải mã thì chỉ cần xác định được số axit amin tự do. Và muốn tính số axit amin tự do thì chỉ cần tìm số axit amin của chuỗi polypeptide là xong. Dạ. Như vậy thầy mới hướng dẫn chúng ta một số công thức cơ bản nhất của cái phương pháp giải bài tập cơ chế giải mã. Bây giờ thầy cho chúng ta một số ví dụ như sau. Ví dụ 1. Ví dụ 1 có nội dung như sau. Một gen có 2400 nu, gen này phiên mã tổng hợp ARN. Phân tử ARN tạo ra tham gia vào quá trình giải mã tổng hợp chuỗi polypeptide. Câu A, xác định số phân tử nước được giải phóng. Câu B, xác định số liên kết peptide hình thành. Và câu C là quá trình giải mã đã sử dụng bao nhiêu phân tử axit amin tự do. Rồi chúng ta làm bài này như sau. Như bài này người ta cho gen. Gen này có 2400 nu. Chỉ cho dự kiện này thôi. Gen phiên mã để tổng hợp phân tử ARN. Gen phiên mã một lần tổng hợp ARN. Phân tử ARN này tham gia giải mã để tổng hợp chuỗi polypeptide. Rồi, bây giờ xác định số phân tử nước. Câu A. Số phân tử nước. Như vậy các em nhớ cho thầy gen phiên mã một lần thì tạo ra một phân tử ARN. Gen phiên mã một lần thì tạo ra một mRNA. mRNA này tham gia giải mã tổng hợp chuỗi polypeptide. Rồi, tham gia tổng hợp polypeptide chỉ có một ribosome trở trên cái ARN thì thôi. Thì tạo ra một chuỗi polypeptide. Vậy số phân tử nước giải phóng được tính như sau. Số phân tử nước thì em lấy là dựa theo cái số axit amin trên chuỗi polypeptide này, tức là N chia 2 chia cho 3 trừ cho 1 thì ra được số axit amin trên chuỗi polypeptide. Cứ hai peptide thì có một phân tử nước được giải phóng. Có hai axit amin tạo ra một peptide. Ứng với một peptide thì có một phân tử nước giải phóng, cho nên chỗ này trừ đi 1. Thay công thức vô sẽ là N chia 6 trừ 2. N chia 6 trừ 2.
n đây là 2400, đúng chưa? À. Vậy ra con số này là 390. Đó là câu A. Câu B. Câu B là xác định số liên kết peptide thành phần. Số liên kết peptide thành phần. Số liên kết peptide thì cứ hai axit amin có một liên kết peptide, nhưng mà cái này cũng dễ rồi, cái này sẽ lấy số axit amin trong chuỗi polypeptide rồi trừ đi nhau một, như vậy ra cũng bằng 398 luôn. Đó là câu B. Câu C. Quá trình giải mã đã sử dụng bao nhiêu axit amin tự do? Câu C. Số axit amin tự do. Như thầy đã hướng dẫn công thức ở bên, số axit amin tự do luôn bằng số axit amin trong chuỗi polypeptide, tức là bằng N chia 2 chia cho 3 trừ cho 1. Con số này ra 399. Đây là số axit amin tự do, luôn bằng số axit amin có trong chuỗi polypeptide. Xong ví dụ 1. Qua ví dụ thứ 2. Ví dụ 2 có nội dung như sau. Trên một phân tử ARN thông tin, người ta thấy có 5 ribosome trượt qua, không trở lại. Câu A. Xác định số chuỗi polypeptide được tạo thành. Câu B. Nếu phân tử ARN thông tin đó có chiều dài là 5100 angstrom, thì tổng số ARN vận chuyển tham gia vào quá trình giải mã là bao nhiêu? Ở đây người ta cho một phân tử ARN thông tin và cho thêm dữ kiện là có 5 ribosome trượt qua. 5 ribosome. Thì như thầy đã nói rồi, một ribosome trượt qua một phân tử ARN thông tin thì tạo ra một chuỗi polypeptide, đúng chưa? Như vậy để có 5 ribosome trượt qua thì suy ra câu A đi. Câu A. Số chuỗi polypeptide, số chuỗi polypeptide sẽ bằng số ARN thông tin nhân cho số ribosome là bằng 5 nhân cho 1 bằng 5 chuỗi. Câu B. Nếu phân tử ARN thông tin đó có chiều dài là 5100 angstrom. Chiều dài của mRNA bằng 5100 angstrom. Thì dễ dàng suy ra được tổng số ribonu ở đây sẽ là 1500. Rồi có tổng số ribonu rồi, người ta yêu cầu là xác định số phân tử ARN vận chuyển tham gia vào quá trình giải mã. Vậy thì các em nhớ cho thầy, tổng số tARN hay là ARN vận chuyển thì luôn bằng số axit amin có trong chuỗi polypeptide. Số ARN vận chuyển luôn bằng số axit amin tự do hay bằng số axit amin có trong chuỗi polypeptide, và được tính theo công thức là bằng N chia 2 chia 3 trừ cho 1. Trong đó N trên 2 chính là số ribonu. Yeah. Như vậy lấy 1500 này mà chia thêm cho 3 ra là 500 trừ 1 ra thì ra được là 490. 499. Rất đơn giản thôi. Nếu thuộc công thức và hiểu bài là làm rất là nhanh. Ví dụ 3. Ví dụ 3 là thầy cho ví dụ của một câu trắc nghiệm trong một cái đề thi đại học vào năm 2012 như sau. Cho biết các cô đông mã hóa các axit amin tương ứng như sau. Các cô đông mã hóa các axit amin tương ứng như sau. G G G thì mã hóa cho axit amin có tên là G lysine. X mã hóa cho axit amin có tên là proline. Tiếp GXU. GXU mã hóa cho axit amin có tên là alanine. Rồi thì UXG. UXG mã hóa cho axit amin có tên là serine. Tương tự như vậy AGX
mà hóa cho axit amin có tên là serine. Người ta hỏi, một đoạn mặt gốc của gen ở vi khuẩn có trình tự các nu như sau. À, mặt gốc của gen. Nhớ đây là mặt gốc của gen ở vi khuẩn có trình tự như sau này. 5, AGX. AGX. XGA. XGA. 3 chữ X, 3 chữ G và 3 phẩy. Nhớ, đây là mặt gốc của gen. Nếu đoạn mặt gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn polypeptide có 4 axit amin thì trình tự 4 axit amin đó là. À, nhưng mà người ta cho mình 4 đáp án, đúng chưa? Ở như vậy bài này mà các em muốn xác định trình tự các axit amin thì các em phải làm như sau. Đầu tiên các em phải tìm được trình tự các bộ ba mã sao trên ARN thông tin cái đã. Yeah, bộ ba mã hóa trên ARN thông tin cái đã. Như vậy tương ứng thì có là mRN được sao ra thì có trình tự như sau. Bởi vì mặt gốc của gen cho nên mình phải tính từ đầu 3 phẩy này trở đi nha. Đó, sao nó ra đây. Yeah. Nhớ mặt này mặt gốc cho nên mình phải tính từ đầu 3 phẩy. Như vậy nếu tính từ đầu 3 phẩy thì ARN thông tin được sao ra như sau. GGG thì chỗ này sẽ là X, ghi lỗi, ghi chiều vô 5 phẩy X tiếp 3 chữ X thì đổi mã sẽ là 3 chữ G. A, G, X sẽ là U, X, G. X, G, A sẽ là G, X, U 5 phẩy thì chỗ này sẽ là 3 phẩy. Nhớ, chứ không phải để từ đầu 5 phẩy này rồi sao ra A để thông tin là sai. Nhớ, bởi vì người ta cho mình mặt gốc cho nên phải tính theo cái chiều từ 3 phẩy tới 5 phẩy. Và khi sao ra được ARN thông tin đúng với trình tự như thế này rồi thì mình dễ dàng mình suy ra được cái trình tự của polypeptide như sau. 5 phẩy 3 chữ X thì sẽ là proline. Proline. Đấy. 3 chữ G thì sẽ là glycine. Glycine tiếp UXG sẽ là serine GXU đây GXU sẽ là alanine và tất nhiên có chiều là 3 phẩy. Đây mới là trình tự đúng. Như vậy nhìn với 4 đáp án thì các em thấy chỉ có đáp án A là chính xác mà thôi, cho nên chọn cho thầy đáp án A. Như vậy thì nhắc lại, đối với đề bài này đó, để mà làm được chính xác thì các em phải đọc kỹ đề. Người ta cho đây là mặt gốc. Mặt gốc thì các em phải biết được cái chiều là từ 3 phẩy đến 5 phẩy. Xác định được chiều thì xác định được trình tự của ARN thông tin. Xác định được trình tự các ribonu trên ARN thông tin thì dễ dàng suy ra được trình tự của các axit amin trên chuỗi polypeptide. Yeah. Ví dụ 4. Ví dụ 4 có nội dung như sau. Một gen có chiều dài 4080 angstrom, gen phiên mã 4 lần để tạo ra các phân tử ARN thông tin. Các phân tử ARN thông tin tạo ra tham gia vào quá trình dịch mã. Giả sử có hai ribosome trượt qua các phân tử ARN thông tin một lần thì số axit amin tự do được tạo ra là bao nhiêu? À, như vậy bài này người ta cho mình là gen có chiều dài là 4080 angstrom. 4080 angstrom thì suy ra được cái n của gen sẽ là 2400, đúng chưa? Đây là những con số hết sức quen thuộc của toán phân tử thôi. Gen này phiên mã 4 lần. Gen phiên mã 4 lần. Gen phiên mã 4 lần thì tạo ra 4 phân tử ARN thông tin. Thêm dữ kiện nữa, đó là có hai ribosome trượt qua các phân tử ARN thông tin này. Có hai ribosome. Thì từ hai dữ kiện này mình đã suy ra được số chuỗi polypeptide tạo thành là 8
chuỗi polypeptide rồi. Yeah. Bây giờ người ta yêu cầu là tính số axit amin tự do là bao nhiêu, đó quan trọng là cái này. Thế bây giờ ta có trước này, số axit amin tự do của một chuỗi polypeptide, một chuỗi polypeptide, thầy đã chỉ rồi, số axit amin tự do của chuỗi polypeptide thì sẽ bằng số axit amin có trong chuỗi polypeptide đó, tức là bằng n chia 2 chia 3 trừ cho 1. N của chúng ta là 2400 chia 6 là 400 trừ 1 thì chỗ này sẽ là 399. Yeah. Đấy. Bây giờ mình có tất cả là 4 phân tử adenosine và có 2 ribosome trượt qua. Thì số axit amin tự do theo yêu cầu đề bài được tính như sau. Vậy suy ra tổng số axit amin tự do đó của quá trình giải mã này, của quá trình giải mã thì các em phải lấy số adenosine là 4 nhân cho số ribosome là 2, đây là số chuỗi polypeptide này, nhân cho số axit amin tự do của một chuỗi là 399. Thì nhân ra thì thầy được con số là 3192. Đấy. Như vậy coi lại 4 đáp án thì các em thấy là chỉ có đáp án A là chính xác, cho nên chọn cho thầy là đáp án A. Câu này cũng là A luôn. Đó là ví dụ 4. Chúng ta qua ví dụ nữa, thầy cho thêm một ví dụ nữa, ví dụ thứ 5. Ví dụ 5. Ví dụ 5 cũng là một câu trắc nghiệm. Một gen ở vùng mã hóa có 600 cặp 3 giờ niter, quá trình dịch mã tổng hợp chuỗi polypeptide do gen quy định sẽ giải phóng số phân tử nước là bao nhiêu? Về bài này người ta cho mình gen có 600 cặp 3 giờ niter. Gen có 600 cặp 3 giờ niter. Cho nên N của gen sẽ là ngàn 2. 1200. Dạ. Thứ nhất. Quá trình dịch mã tổng hợp chuỗi polypeptide do gen quy định giải phóng bao nhiêu phân tử nước? Dễ rồi đúng không? Suy ra nhanh, đánh đặc nghiệm nhanh. Số phân tử nước được giải phóng thì các em cũng phải tính cho thầy được là số axit amin có trong chuỗi polypeptide, tức là chỗ này là bằng n chia 2 chia 3 trừ cho 1 là số axit amin có trong chuỗi polypeptide nè. Và cứ hai axit amin thì có một liên kết peptide và một liên kết peptide thì sẽ làm giải phóng một phân tử nước, chỗ này phải trừ thêm cho 1 nữa, phải là n chia 6 trừ cho 2, n chia 6 trừ cho 2, đúng chưa? 1200 chia 6 200, 200 trừ cho 2 thì ra là 190 nhỉ? 198. Dạ. Cho nên đáp án ở đây là câu 1C. 198. Như vậy thầy mới hướng dẫn cho chúng ta phương pháp giải bài tập của cái cơ chế giải mã, những cái công thức cơ bản nhất. Và thầy cho thêm chúng ta 5 cái ví dụ để chúng ta áp dụng, đúng không? Coi để áp dụng. Rồi thì vận dụng cái này giải những cái bài tập nâng cao và khó hơn. Hẹn gặp lại các em trong những bài giảng sau. Chúc các em học tốt. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.